chuyện người con gái hái sầu riêng nhà nghèo. Nàng vừa đôi tám túi tình yêu vừa lớn, nhiều chàng trai tráng đến cầu hôn hối làm quen, mong được em cho tim vàng, nhưng lòng nàng vẫn không màng. Đức trời, nó yêu đời quá em. Bữa nay bị đặt ca nó cỡ bà bù lỗ chứ ở đó mà không màng. Ủa, có mùi vậy? Té má con mới về. Cái gì vậy? Trời ơi. Chàng ơi, ở đâu vậy? Cô Hồng cho con má. Hồi nãy cô Hồng quắt con lại, đưa cho con cái sầu riêng này nè. Nói là ở dưới quê cô Hồng gửi lên á, nên cô Hồng cho nhà mình trái ăn mấy thảo. Ôi, thơm quá. Dạ. Trời, ngồi từ đầu mùa đến giờ mới được ăn á. Cô Hồng kêu cái sầu riêng này nha, là hạt lép mà cơm vàng, mà chín cây nữa chứ, không có thuốc có men gì hết trơn á. Ôi, đã quá. Nè, ông hết sảy. Thúi, thúi nguyên trái luôn. Thúi đâu mà thúi? Thôi mình thúi đâu thúi. Đồ của Hồng cho mà ông nói thúi hoài. Tôi nói thúi là thúi. Ông kỳ quá, ông cứ nói thúi này thúi nọ hoài. Cô Hồng có nghe được cô giận á. Bà giận kệ bà. Đàn ông gì đâu mà đầu đội trời chân đập đất. Vậy mà em chê sầu riêng thúi, không ăn được sầu riêng. Bà giằng đầu tôi hả? Mà tự nhiên giờ thì con nổi cơn thèm sầu riêng quá à. Mà trái nhỏ xíu ăn đủ thiếu gì. Ngày mai á, con với má đi chợ mua thêm trái ăn nữa nha. Hai trái luôn ăn chỗ đã con. À, cấm à, lỡ cái này ăn đi. Cấm môi à. Gì đó, nó ôi cái cả luôn, không ăn. Tính ra tới cấm mà không ai sợ chứ. Cấm hoài à, cấm hoài. Đi, thôi, xuống lấy dao cuối, cuối dạ. Chú Tư! Đáp! Ông nội, kêu làm gì giống như gọi hồn tôi à? Kêu mẹ thấy cô, chú Tư! Kêu bình thường luôn hả? Không phải, kêu sợ chú đi mất tiêu. Kêu hỏi coi chú đi đâu về vậy? Đi công việc về, bữa khác nói chuyện đây nghe. Khoan! Rồi à, thấy không? Cái tật cũ rồi, cái tật nhiều chuyện không bỏ nè. Đang ngồi chạy xe ế, thấy tao đi ngang mừng quá kêu vô nhiều chuyện đúng không? Thôi không có đâu nghe. Trời chuyển được kìa, có gì à? Khoan chú Tư! Nãy giờ con chưa nói được gì luôn chú Tư. Kêu chú Lợi là con nói trời chuyển mưa rồi, lên xe con chở về, đi bộ con lát mắc mưa á. Ờ ha, tao thấy mày nó có lý, coi như ủng hộ mày cứu xe đi ha. Đúng rồi đó, đi. À khoan. Hả? Ê, về lấy tiền bả à, không có đem tiền theo. Ủa gì hả? Thôi kệ, lấy tiền ai cũng vậy mà. Chứ không lẽ có con cuốc xe chú giật của con? Vô duyên, lẽ có cuốc xe giật mấy chục ngàn chứ của mày. Thì đúng rồi, con cho chú thiếu mấy ngày luôn cũng được. Thôi đi, đúng rồi. Ủa sao chú hết giống bà Lít quá chú Tư? Bà Lít hết khác tao hết khác chứ. Có gì thúi thúi vậy nè. Mày không tắm phải không? Đâu có. Rồi tao tắm rửa sạch sẽ vào thơm hơn vứt nè. Thúi gì ta? Mùi gì trời? Càng tới đây càng thúi nè. Càng tới cái đầu xe càng nhiều. Thôi đi. Đó. Trời ơi nó đó. Kìa. Nó kìa. Thúi là nó đó. Trời ơi. Cái gì vậy? Chú nói... Chú nói cho sầu riêng này thúi hả? Ừ! Trời ơi! Thơm gì mà chê trời! Trời ơi thơm! Có gài vô mùa sầu riêng ta bán quá trời ngoài đường kìa. Cái con nguồn trái cho bé ăn ăn khoái lắm á. Thơm con khỉ chứ thơm! Mày ở đó mày hử đi ha! Mày hử đi tao đi bộ luôn! Chú Tư! Cái gì? Chú nói ủng hộ con cuốc xe mà! Hồi nãy là có ý định ủng hộ mày đó! Mà giờ tao thấy đó là tao hết muốn ủng hộ rồi! Mày muốn tao ủng hộ mày quăng đi, tao quăng cái tao ủng hộ. Trời đất ơi, đâu có được, mua trái sầu riêng này là phải mấy cuốc xe của con á. Trời ơi, giờ mày không quăng phải không? Không. Không quăng? Không. Tao đi bộ luôn. Chú Tư. Không có tù tám gì hết mày. Chú Tư. Nhanh. Chú Tư. Ừ. Đi lẹ lẹ coi chừng mắc mưa. Ủa sao tự nhiên mất cuốc xe trời? Tại mày á. Về anh em tao nha, xẻ mày ra nè, cắn mày, cạp mày luôn. Tôi đỡ tức. Thôi với ta.
đau dữ vậy trời. Bà ơi, bà lấy giùm chai dầu gió sức cho đỡ đau coi. Ui da, à, đau thì được chết được luôn, mà bà ngủ cái gì mà ngủ như chết thì không biết. Ui da, bà ơi. Ôi. À. À. Bà đi đâu rồi trời? Ui da, không được rồi, không xong rồi. Phải đi giải quyết mới được. Muốn chết luôn vậy. Ủa mà bữa nay mình có ăn cái gì đâu tá bậy bạ đâu, ăn cơm với rau thôi mà. Nay tôi cũng mới đi chợ, ông ăn đỡ cơm với rau nha. Bà đi nhán mày hả? Không, ông ăn mình ông đi. Ủa sao hả? Tôi với nó ăn cái khác. Ráng hết rau nha, ăn rau nó có chất tốt. Ừ. Dạ. Bà ơi, bà. Ui da, hồi nãy về đó cũng lâu lắm rồi mà ta. Bà đi đâu vậy ta? Ủa, đi đâu hả? Thấy biết rồi còn hỏi nữa. Đi chợ chứ đi đâu? Ủa, đi chợ gì mới tối đi rồi giờ đi gì nữa? Ông lẩm cẩm mà hả? Lẩm cẩm gì? Tự nhiên đi chợ đâu mà đi nửa đêm? Ở cái xẻo lá này ai bán cho ông mà đi chợ nửa đêm? Người ta không bán cho tôi, nhưng mà người ta bán cho bà. Chứ tối vậy đâu? Trời ơi, thì ngủ kế ông chứ đâu mà hỏi trời. Thiệt hả? Thiệt chứ sao không thiệt? Trời ơi, mà thôi đi, không tin thôi. Để tôi đi chợ, trưa trời kìa kìa. Ông cứ cằn nhằn tới cằn nhằn lui hoài, tôi ra tôi mua thịt thúi để cá ương về ráng chịu nha. Nè nè, mua gì mua, cấm mua ra muốn nha. Bà ngủ kế bên mình hả ta? Bập quá. Nháy à, coi chừng nhà tí đúng rồi phải nghe. Dạ. Ủa, ai giống chú Tư trời? Trời, tôi ngồi đây mà chú Tư đi ra tôi không hay hả? Ê, hình như quẹo vô quán bà học. Có cà phê chưa? Trời đất ơi, con bà. Tôi bưng ly cà phê giống như điêu thiền vậy. Ủa sao bữa nay anh đổi gu sao mà anh uống cà phê mà đậm dữ vậy? Tôi pha hoài cũng chưa thấy đủ nữa à. Uống đậm về nè, cho nó chắc ruột. Là sao? Bị tối hôm qua đó, Tào Tháo rượt quá cỡ. Trời ơi. Cho nên sợ tối nay kham không nổi, uống đậm về chặn trước. Trời đất ơi, sao mà chỉ uống thuốc vô mới chặn được chứ? Thuốc cái gì? Dầu xanh mà còn không có sức chứ đừng nói mà thuốc. Gì kỳ vậy? Hôm bữa tôi mới đưa chị Tư hộp thuốc á. Hay lắm nha. Thuốc gì? Cha có chừng bác Quang hay bác bỏ đâu á. Cái thuốc đó ở bên Nga ha, tôi gửi mua gì đó. Bên Nga? Chắc thuốc nổ đó. Cái thôi, tôi kệ bà đi. Bà Dục hay Dũng Dục gì kệ bà.
Nhưng mà vợ tôi nói là nguyên đêm hôm qua vợ con gì mà tôi nói tôi đau bụng, tôi lăn lên tôi bò xuống, tôi đi tới đi lui cả chục bận mà không hề thấy mặt bà đâu hết. Ủa anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ bà đi đâu, vậy bà ở đâu, bà ngủ với ai, bà làm gì? Có nghĩa là sao vậy? Thôi cô Hồng ơi, nhiều chuyện vừa vừa phải phải thôi. Nhiều chuyện gì mà nhiều chuyện dữ vậy? Thím tư thím lớn rồi, muốn đi đâu đi. Hỏi gì mà hỏi dữ thần ôn cũng biết nữa. Đúng rồi, nói như này nghe được không? Đúng rồi ha chú Tư. Cô Hồng nhiều chuyện ghê luôn á. Mà chú Tư, bộ thím tư đi nguyên đêm không về thiệt luôn hả? Vậy mày cũng ít nhiều chuyện. Hỏi cho biết vậy mà. Nhưng mà thôi lỡ rồi có hai đứa, anh nói luôn đi, nó rõ ràng chi tiết. Biết đâu tôi biết rồi, chỉ đâu tôi chỉ cho. Đúng rồi, đúng không? Nè, nói cho ai cũng được á, nhưng mà trừ ra bà dừng này thì thôi ha, khỏi ha. Sao vậy? Người hai người mà biết nó giống như là cái ô mặt lưa của xã này á, 1 phút 30 giây cả xã biết hết. Chú Tư, ô mặt lưa là cái gì vậy? Cái lo đó ông nội. Ý ông nói tôi là cái lo phải không? Nhiều chuyện gì cũng đi lan truyền lẹ phải không? Vậy á mà có lợi lắm à, có chuyện gì á nói cho ta biết, biết đâu á vợ chú theo trai rồi sao? Trời đất ơi, chị cô Hồng. Hả? Sao cô nói gì kỳ cục vậy? Nói vậy á mà. Chúng tôi lớn rồi mà nói gì kỳ vậy? Chứ sao? Đời đâu biết được chứ ngờ. Mà không chừng thiệt chị nghe chú Tư. Nhiều khi thím Tư chê chú Tư già xấu, đi kiếm kép đẹp hơn sao? Trời. Bà này tào lao rồi, mày cũng tào lao luôn. Dạo hết hộp chứ, ta chưa kịp cười. Nó nghe nè, anh làm tôi muốn rớt cái tiền ra ngoài rồi nè. Thôi, nói hết hứng rồi. Tính tiền là bay. Nhiều. Gấp 3 ly bình thường. Gì dữ vậy? Ủa, tôi pha 3 lần cà phê cái ly người ta, mới đúng đường cái ly của anh đó. Gấp 3 là gì? Muốn gấp 5 hả? Ôi mệt quá. Chả đủ. Bụng cũ soạn lại ha. Là cái gì? Là ghi sổ đó. Trời ơi, tao tránh cái chữ ghi sổ rồi mà ép hoài ha. Mệt quá ha. Chú Tư, ở lại kể chuyện thứ tư nghe. Quán này làm như có huôn sao, ai vô cũng ghi sổ thiếu. Từ nãy giờ nghe hàng xóm hát hả, muốn nhức cái đầu. Về nghe em khịch khịch nữa giống... Giống gì? Giống kỳ hả? Vô duyên. Cái gì ghê? Tôi nghẹt mũi, tôi khịch cho dễ chịu. Gì thứ ghê? Ông nghẹt mũi thiệt hả? Biết kỳ quá, nghẹt nãy giờ muốn chết luôn. Tình hình sao rồi má? Tình hình á... là bị nghẹt mũi rồi, đang bị nghẹt mũi. Dạ, ok. Tối nay mình tha hồ nha. Không lẽ bà Hồng với thằng Tèo nói đúng hả ta? Nghe mình bệnh mà bà ngồi tự nhiên luôn. Mà cái bà này nhìn bà vừa già vừa xấu mà còn lông nữa, thằng cha đâu mà thèm má trời. Bà Tư, trời ơi, yeah. Bà giá áo cho ai? Cho ai? Giá cho cha già kia chứ ai? Thằng cha già nào bà nói đi, tôi biết, tôi tới tôi chửi khô máu luôn. Bà nói đi, hả? Con cha nào? Má, nè. Má. Cái gì vậy? Cầm gì vậy? Cái gì mà giấu giấu lén lén lút 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 đây? Cái gì? Nhảy. Dạ. Đi vô sao má nhở này coi. Nhảy. Có một đứa con gái duy nhất, bây giờ nó cũng theo phe bả luôn rồi. Còn bà để tôi bắt được bà với thằng đó, tôi chơi cho tới bến luôn. Đợi đó. Chú Tư, sao mày gặp tao lần nào mà không kêu giọng nó trên vậy? Mày kêu giọng khác không được hả? Hỏi coi chú đi đâu kìa. Tao đâu kệ tao hỏi chị. Rồi, cái điều này là đi kiếm thứ tư này đúng không? Sao biết? Trời, con gì không biết trời. Phải mà, mày nè, ba Lít nè, bà Diễm Hồng mà phối hợp thành một cái chợ nhiều chuyện á. Không có nghe, con không có nhiều chuyện rồi đó. Mượn nói rồi,
trẻ không chơi già rổ đốn. Biết đâu thím Tư tự nhiên già cái rổ đốn ra. Chú Tư coi chừng nữa nghe. Cái thằng vô duyên mà im cái miệng mày coi. Trời ơi, tôi có nhiều chuyện. Trời ơi, thỏ con nói không chịu nghe đi. Rồi mốt có chuyện gì đừng hỏi con nha. Không biết gì trơn á. Tình vợ có mấy đêm trắng dờn mắt luôn. Không lẽ giờ bỏ cuộc? Không được. Lỡ như đêm nay bà hành động thì sao? Ôi, ngủ sớm mai cho nó khỏe hết bệnh coi. Ngủ chưa? Ngủ dây thức gì đó. Ừ. Ngủ cho mai mau cho nó mau hết bệnh coi. Chết cha rồi, ngủ canh bả mà ngủ quên luôn. Bắt đuổi tài tử rồi nha. Đầu điên hả? Trời ơi. Trời. Gì vậy trời? Ông làm gì nay dám lên da vậy? Da cái gì? Tối ngủ cái mùi nó chịu không có nổi. Bịch đang cho nó đỡ cái mùi. Bà đó, ha, Dương Nhái đó, tối lén lúc ăn sầu riêng. Mà tôi nói tôi cấm mua sầu riêng ăn rồi à. Cũng cãi tôi ha, gan trời à. Thì đó, tôi sợ ông chửi. Nên má con tôi mới lén lúc đem ra sau giường ăn. Trời ơi, ăn lấy ăn lúc có ngon lạnh gì đâu mà nói. Không ngon ăn chi? Hả? Tôi đã nói đi nói lại bao nhiêu lần là cấm mua sầu riêng về cái nhà này. Mà cái cãi tôi không à. Ông thôi đi nha. Vừa phải mãi thôi chứ. Tía, cái sầu riêng đó là con mua chứ không phải má mua đâu. Tại con thấy ông đời nào má mua sầu riêng cho nhà mình ăn hết trơn á. Mà con thì lại khoái nữa. Mày khoái gì mà tao ghét? Tía kỳ quá à. Tía ghét nhưng mà con với má thèm muốn chết. Nè, mới mốt á, có mua á thì mày nói trước với má. Để má sẽ bày mưu tính kế, đài ổng ra biên cương,
Thấy đại ông ra ngoài thuốc mà lại không đảo luôn. Để nhà má con mình ăn cho thỏa sức. Con biết là Tí không có thích ngửi mùi sầu riêng. Nhưng mà ngày hôm qua đi ra chợ thấy người ta bán, con thèm, con cầm lòng không có được. Trời ơi nhái. Dạ. Sầu riêng để khui bằng dao chứ mày khui cái đó biết chừng nào mới ăn được. Không được, không được. Lẹ 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 đi. Chết chết chà. Tí mà về. Thôi. Bây giờ mình dẹp đi. Tối mình ra sau giường ăn. Thôi giờ ổng thèm rồi sao tối. Thèm với chị. Trời ơi ổng mà về ổng thấy là long trời lỡ đất. Mày biết tánh ổng mà. Ổng sợ một sầu riêng đi. Dạ. Nhưng giờ ổng thèm à. Đi thèm tối ăn. Nhanh nhanh đi. Đó. Mày hết á. Đầu dây mối nhợ là do mày hết, thấy không? Đó. Báo hại tao giờ nè, đó, ngủ phải bịt khẩu trang vậy nè. Đó. Thấy không? Giống bà nói tao giống ninja đó. Bây giờ tao làm gì tao mới đeo khẩu trang vậy nè, cho vừa lòng mày. Nhái nhái. Gì vậy? Người ta chưa vô nhà đủ vậy gì? Ê! Từ từ! Trời ơi! Hình nhã gì tới mày nữa hả tao? Ủa? Sao vậy? Ừ, thế bảy cho con mấy trái sầu riêng. Cái má con kêu là đem cho mỗi nhà một trái ăn lấy thảo. Nè chú Tư, chú nè. Trời ơi ông nội ơi! Mày có biết gì cái trái sầu riêng này mà mấy đêm liền tao thức trắng không? Ủa sao vậy? Rồi bây giờ mày đem qua nữa. Mày đem qua nữa là tối nay tao thức trắng nữa. Tao phải canh nữa trời. Ủa, chú Tư canh gì vậy? Thì tao canh đi. Tao canh bả đó. Bả đi ăn này. Tao tưởng đó là bả đi lén phén với ông nào. Dạ, ông canh tôi hả? Trời ơi hèn chi. Vợ chồng sống nhau mấy chục năm rồi. Vậy mà ông nghe tôi đi lén phén với ai là sao? Thì ra ông thức ông canh tôi. Làm tôi hả cũng thức canh ông gần chết đây nè. Nghĩ sao vậy? Ngủ mà nhắm con mắt à. Con mắt đây nè. Mở tao láo lên vậy nè. Làm tao đâu có dám đi. Đợi ông nhắm mắt hai mắt tao mới dám bò vậy tao đi á. Nên tôi cũng khổ quá mà. Tại thằng Tèo với bà Diễm Hồng nhiều chuyện. Nó ra nó vô nữa. Cho nên tôi mới nghi quan cho bà. Thì thôi. Bà thua má con bà rồi luôn. Ăn gì ăn nè. Mới mua gì mua. Cùng lắm tôi kẹp mũi tôi lợi giống vậy nè. Đó giờ được rồi. Rồi lấy ra đi để luyện hộp thở chết bây giờ. Thôi kệ tôi. Thôi giờ nè. Tôi đi ra quán của Hồng tôi uống cà phê. Ha? Bà nhà cái trái cầu riêng nè. Má con bà ăn gì ăn cho hết nha. Ăn cho hết nghe, là chục vỏ luôn nghe, đừng có để đi em. Thơm đắm luôn. Thế này từ từ đi uống cà phê. Chú Tư đâu ạ? Uống cà phê, uống cà phê. Con cũng qua quán Hoa Hồng nè, đi okay. Ăn cho hết nha. Đi qua quán Hoa Hồng đi. Chắn không phải là má mình. Không ngủ đi đâu à? Đâu à? Trời đất, tôi hỏi bà sao bấm trả lời? Bà đâu vậy? Không ngủ? Kệ tôi. Tía. Cái gì kêu giật ngược kìa? Hồi tối má ngủ trên đi băng hả tía? Sáng nhện thấy má nằm ở chợn. Tao đâu có biết. Tự nhiên bữa nay hứng là thích ngủ riêng vậy đó.
Sao kỳ vậy ta? Kỳ gì? Không lẽ tía với má giận nhau vì cái tấm hình đó? Giận nhau? Nếu giận nhau thì ta còn biết là cái chuyện gì. Còn đằng này, ủa mà nó hình gì? Tía biết gì hết hả? Bà có nói gì tao đâu biết. Để con kể cho tía nghe. Nha. Không biết nữa má. Ai vậy má? Ai mà đẹp gái dữ vậy má? Ai? Ai biết? Cái cũ của tía hả? Nói gì vậy? Chứ gì nữa chứ tự nhiên má giận. Ông tiệm này phải không? Mà bà làm gì? Làm gì mặt mà giận hờn vu vơ vậy? Làm gì mặt hầm 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 như kẻ thù vậy? Ông còn hỏi nữa hả? Cái tấm hình này á mà ông giữ đã mấy chục năm nay mà còn cất ở trong tủ thờ nữa chứ. Tôi cũng đang muốn biết ông trả lời chuyện này là sao nè. Để coi. Cái này là... Là sao? Thì nó... Của ai? Bà nhớ ông Năm Hiệu không? Năm Hiệu đó. Năm Hiệu nào? Năm Hiệu bạn thân của tôi. Tôi có mượn cuốn sách của ổng. Rồi sau này cái ông dọn nhà đó mất tiêu à? Liên can quá ha. Ủa liên can với sao liên can? Cuốn sách tôi mượn của ổng tôi chưa có trả. Lại tấm hình này chắc chắn nằm trong sách đó là của ổng rồi. Thì cứ cho là cuốn sách của ổng đi. Nhưng cái tấm hình này á, chưa chắc là đã của ổng. Nhưng mà chắc chắn không phải của tôi. Vậy chứ của ai? Cái này ở đâu ra? Tôi nhớ là hồi đó hình như là ổng có quen với một cô ở trên xóm trên á. Rồi cái có dẫn tôi đi coi mắt một lần. Chắc chắn cái hình là của cô đó rồi. Lâu quá sao tôi nhớ được. Ủa? Coi mắt hồi nào tôi không biết. Trời ơi bà này ngộ chứ. Chuyện người ta tôi nói với bà làm cái gì? Lâu quá rồi tên tuổi mà mặt mũi sao tôi cũng nhớ nữa mà. Không nhớ hả? Ừ. Thì nhìn hình kỹ lại rồi nhớ chứ gì. Tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện với bà rồi. Đừng có ghen tầm bậy tầm bạ cho người ta cười vô mặt mình đi. Chuyện như thế nào á thì chỉ có ông biết, trời biết, đất biết. Cái tôi làm sao tôi biết được? Vợ chồng mấy chục năm rồi, tính tôi sao? Bà không rõ hả? Vậy chứ hình của người ta mắc mớ gì mà ông giữ. Ông bịa chuyện á, tôi thấy nó vô lý quá. Tôi khổ bà quá trời luôn á. Cuốn sách tôi mượn mà tôi coi mới có phân nữa à. Tôi đâu có biết trong đó có hình hay là cái gì. Ủa? Rồi mượn chi rồi coi có phân nữa? Dạ thưa chị Tư, tôi mượn cuốn sách đọc tôi coi mới có phân nữa. Rồi vô tình cái tivi nó có chiếu cái phim ngay cuốn sách đó luôn. Cho nên là tôi coi tivi tôi không coi sách nữa. Chị Tư hiểu không chị Tư? Nè, cái tấm hình này á là nằm ở trong cuốn sách dạy đánh cờ, chứ không phải trong cái cuốn tiểu thuyết mà ông nói ông coi tivi nó chiếu. Ông nói chuyện á càng lúc càng vô lý quá à ông Tư. Tôi bực bà rồi đó nha. Cứ nói như thế này điều tra tôi vậy. Trận đầu trận ngõ tôi hoài ha. Tôi nói là tôi mượn ông duy nhất cái cuốn sách đó thôi. Tấm hình này không phải của tôi, không phải của tôi. Bà hiểu chưa? Ông liệu hồn không á? Chị gái, có gì không? Chị đi xe ôm không em chở cho? Thôi không cần đâu, cũng gần tới nơi rồi. Thấy chị lạ mặt, chắc chị trên Sài Gòn mới về đi hay gì đúng không? Tôi xa quê á, hơn 20 năm rồi, bây giờ mới về thăm nè. Ủa, nói vậy là hồi nhỏ chị ở đây hả? Ừ. Vậy là người con xa xứ ghen. Ừ, đúng rồi. Chị lên xe tôi chở cho lấy ghẻ cho, trời này dễ mưa lắm á. Thôi, tôi muốn đi bộ để ngắm cảnh luôn mà. Thôi cảm ơn nha.
Không đi hả? Cháy quán rồi, cháy quán rồi. Cháy ở đâu? Cháy, cháy cái gì? Ở đâu? Cháy, cháy ở đâu? Trời ơi, con không la ăn trộm vô dọn hết cái quán này, cô cũng không hay nữa. Mà có chuyện gì không? Có chuyện quan trọng. Chuyện gì quan trọng? Lấy ly trà đá đường uống cho đỡ tục huyết đi, kể cho nghe. Thì kể trước đi. À mà tao công nhận ở nhà mày á nha, mày đàn ông con trai mày còn nhiều chuyện hơn tao đó. Ngày nào không có chuyện để kể hết trơn á. Giờ nghe không? Nghe chứ, tao lúc nào tao phải cập nhật thông tin để tao còn đi phát nữa, hiểu chưa? Kể hứa lấy nha. Ừ. Một chuyện động trời luôn. Sao? Hồi nãy trên đường con đi qua quán nè, con gặp một người. Gặp một người? Có chuyện đó quan trọng, chuyện đó bình thường ngoài đường, tao đi bình thường. Một người phụ nữ thì cũng bình thường. Chừng nào mày gặp một người không phải phụ nữ mà không phải phụ nam mới là đáng bất công mình nha. Nhưng mà đặc biệt là người phụ nữ đẹp hú hồn luôn. Cái này bất bình thường nha. Cái gì mà người nào mà đẹp hú hồn? Đẹp hơn tao hả? Trời ơi, đẹp hơn cô nhiều luôn. Sao? Ai? Ở đâu? Đoán đi. Không đoán nữa, mày nói luôn đi. Ai? Quen hay lạ? Lạ với con, mà quen với cô á. Cái chị đó chỉ nói là về thăm quê. Người con xa xứ xẻo lá. Xa xứ có nghĩa là đi lâu rồi, bây giờ mới về xăm quê. Có nghĩa là tao có thể quen, đúng không? Chị ơi, cho em hỏi đây có phải là quán của chị Diễm Hồng không ạ? Kiếm Diễm Hồng hả? Dạ đúng rồi. Em kiếm Diễm Hồng hả? Diễm Hồng nè. Chị là Diễm Hồng? Đúng rồi. Em là Ánh Nguyệt nè. Chị không nhận ra em hả? Ánh Nguyệt hả? Ánh Nguyệt con cậu Bảy. Dạ đúng rồi. Ôi trời ơi chị. Trời ơi đi đâu mà mấy chục năm giờ mới về vậy? Ôi cậu Bảy chết chị cũng không về là sao vậy? Ôi anh hai, anh giận dữ lắm đó. Em cũng khổ tâm lắm chị, mặt mũi đâu mà về. Nhưng mà em biết á thì đã muộn rồi. Nhưng mà chẳng lẽ cả đời này em không được về đây sao chị? Đúng rồi, phải về thăm quê chứ, đúng không? Thôi ngồi đây. Xí. Gì? Ủa, cái chị đẹp này là em của cô Hồng hả? Ừ, đúng rồi. Em cô cậu với cô Hồng đi mấy chục năm rồi mới về đó. Trời ơi là trời, lạ quá trời luôn mà đẹp nữa. Rồi dạo này ở đâu? Rồi chồng con sao? Rồi về để được bao nhiêu lâu? Chắc vài ngày chị. Trời ơi, chị về có mấy ngày vậy hả? Đi, ngồi rất hoài nhiều chuyện à. Ủa, cà phê sao đến nay cái vị lạ vậy? Đổi hiệu khác nè. Làm gì có chuyện đó. Cà phê cũng vậy à. Đường đá gì cũng vậy, chỉ có người pha là nó khác à. Có người mới hả? Ừ. Đừng nói tôi là con em gái hay là chị gái gì kìa. Còn gì nữa, gái. Có gái thiệt luôn. Gái mẹ. Đây, tên. Anh Tư. Ủa, cô, à mà em... Anh không nhận ra em hả? Cô, em... Nguyệt! Trời ơi, em về nào vậy? Dạ em về hôm qua. Em có ngày hôm qua. Em về, có về nhà bệnh chưa? Em về rồi. Nhưng mà anh hai không có cho vô nhà. Mà sao tự nhiên rồi em quay về đây vậy? Cuộc sống tốt không? Dạ, có gì đâu mà không tốt. Chẳng qua là tại vì lâu quá em không về thăm quê, cho nên em về em thăm chị Hồng nè, với lại mấy người bạn cũ. Thăm mấy người bạn cũ hả? Chắc có tôi trong đó thiệt không vậy? Dạ thiệt mà. Hề đi. Hề. Cá chê chui ống. Bà Hồng ơi,
Tự nhiên mà đứng đây tôi thấy nó dư 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 á mà học. Viết viết thôi Nguyệt, ngồi ngồi chơi giúp Nguyệt. Rồi rồi đi nha, ngồi đi. Ra kêu tía bà vô ăn cơm. Dạ. Ủa? Sao? Tí kêu tía không có ăn, tía chưa có đói, con má ăn trước đi. Thơ thơ thẩn thẩn. Chiều chơi thờ bé, anh hay kéo mo cao, chờ em nơi xóm nghèo. Những chiều tan trường, bình thường hay xìu nhau, hay mơ ước ngày sau. Trời ơi, cái bông này nở đẹp dữ ta. Những chiều tan trường, mình thường sao hay... chưa vô ăn cơm mà còn đứng đây? Tôi chưa có đói. Mình thường hay dìu nhau chung mơ. Thường khi tới giờ này là ông hối dọn cơm không kịp rồi, giờ chưa đói. Khi em vu quy làm ông gì anh, giờ tôi thấy có gì kỳ lạ lắm rồi nha. Ủa kỳ lạ sao? Đi uống cà phê mà từ sáng sớm cho tới trưa trời trưa trật mới về. Rồi về tới nhà cái là cứ thơ thơ thẩn thẩn rồi hát nghiêu ngao mình. Tôi mệt bà ghê thiệt chứ. Tôi đi công việc của tôi. Không lẽ rồi mỗi lần tôi đi thì tôi phải báo cáo bà, đi phải thưa bà. Tôi là chồng bà chứ phải con mà đâu. Giết được bà quá đáng quá. Nè, anh uống đi. Anh uống đi. Cảm ơn em. Em ngồi đi, nói chuyện cho vui. Rồi. Dạ. Ủa anh cười gì vậy? Gặp lại em cái tự nhiên nhớ lại kỷ niệm xưa thôi mà. Nói đây mà nhanh quá hả anh? Hơn 20 năm rồi. Rồi, nhanh thiệt chứ. Thời gian bao nhiêu chuyện thay đổi, nhưng mà anh thấy em vẫn như xưa, không có thay đổi gì hết á. Làm đi là thời gian bỏ quên em rồi đó. Cái anh này lúc nào cũng vậy hết á. Miệng lưỡi trơn tru quá đi. Ủa anh tìm cái gì vậy? Thì tôi tìm cái kiến để cho cô nhìn coi là tôi nói đúng hay không á. Cái anh này lúc nào cũng vậy hết trơn á, chỉ chổi chọc ghẹo người ta thôi à. Hồi xưa phải chi mà anh kiên quyết hơn thì có lẽ mình không có gian dở như vậy. Và bây giờ có lẽ sẽ là một cái kết quả khác, đúng không anh? Không đâu, lỗi là lỗi do tôi đó. Tại vì tôi không lo được cho em. Không có tạo được lòng tin cho chú Bảy, cho nên chú Bảy không chấp nhận tôi là đúng rồi. Anh đừng có nói như vậy. Tại tía tôi ổng cố chấp á. Lúc nào á, ổng cũng muốn áp đặt người khác. Lúc nào ổng cũng muốn nắm mọi chuyện ở trong tay hết trơn á. Hồi xưa tụi mình còn trẻ quá, chưa có đủ chín chắn để mà giải quyết mọi chuyện. Anh Tư à, em xin lỗi anh. Người có lỗi là em, tại em yếu mềm, không có đủ cứng rắn. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Trong cuộc đời này á, người mà em có lỗi nhiều nhất chính là anh đó. Em đừng có nói vậy. Thôi,
bỏ đi nha. Anh uống nước đi. Em ít ướt về cái làm tôi cũng mít mũi lòng theo rồi. Bỏ đi. Dạ. Chính mắt con thấy đúng không? Chính mắt con thấy mà. Con thề luôn á. Hẹp kỳ hổm rài, ngán cơm, thèm phở rồi chứ gì. Thèm phở. Má đâu má? Má. Cô Hồng, tôi nói cho cô biết nha, cái chuyện gì mà cô giấu á, tôi cũng đã biết hết trơn rồi. Cô đừng có bao che mà phá hoại gia đình của người khác, làm gì thất đức lắm á, cô biết không? Tôi bao che chuyện gì chứ? Chị nói gì tôi không hiểu gì trơn vậy? Chị em cô toan tính cái gì? Tưởng tôi không biết hả? Đừng có khi dễ tôi, không có cặp mắt nhìn đời nha. Tôi toan tính chuyện gì? Chị nói cái chuyện gì kỳ quá vậy? Kỳ hả? Cô á đang gài em cô cho ông Tư đúng không? Chị á càng ngày càng ăn nói quá đáng rồi nha. Chị mà nói quá tôi không có nể chị đâu đó nha. Không nể hả? Không nể làm gì tôi? Đánh tôi hả? Nhào vô, nhào vô. Có cướp gì lên làm hả? Làm chuyện bậy bạ, phá hoại gia đình người ta mà. Trời ơi, đi với nhau công khai gì luôn phải không? Ra mặt luôn rồi phải không? Bà làm cái gì? Tự nhiên quán người ta hoại tùm lum à? Làm chuyện khó coi đi. Ông coi lại ông đi. Ông làm chuyện khó coi là tôi. Hả? Nghe. Dạ. Đưa má về gì? Cũng có gì? Má về đi, muốn gì nói chuyện sao? Không về. Đi về. Má có gì? Má về đi mà. Một lát về. Má. Tôi tính vào. Đồ hôi thân mất nết. Ông đi cho khuất mắt tôi. Bà làm gì vậy? Bà tính bà nổi điên tới khi nào đây? Cái chuyện không có gì mà làm rần hết trơn. Mất mặt mất mũi chưa? Ông với bà Nguyệt bà Trăng gì đó dám làm bậy á mà còn sợ mất mặt nữa hả? Tôi làm gì vậy? Chỉ là bạn bè cũ gặp lại rồi mời đi uống ly cà phê à. Con nhiều đó cũng ghen bóng ghen gió. Vậy chứ nãy hai người đi đâu? Nếu mà tôi không tận mắt nhìn thấy á, ông còn qua mặt tôi tới bao giờ nữa ông Tư? Tôi đi công việc của tôi, rồi cổ có gian qua thăm bạn của cổ. Bà đừng có vô lý quá nghe. Phải rồi, tôi làm chuyện gì cũng vô lý hết á. Còn ông làm chuyện gì cũng có lý hết á. Ôi trời đất ơi. Má ơi, má. Có chuyện gì vậy má? Từ từ má. Có chuyện gì thì từ từ tính, mới làm như vậy. Không, để cho má đi. Để ông rảnh rang mà đón người yêu cũ của ông. Má à, tía. Nhái ơi, má khổ quá. Chắc má không có sống nổi nữa đâu. Thôi, để má về bên ngoài má sống. Tía, tía xin lỗi má đi tía. Lỗi cái gì? Tía đâu có lỗi gì mà xin lỗi. Má ơi, từ từ má ơi. Má ơi, má. Tía. Chị đừng có hiểu lầm. Tôi với anh Tư á chỉ là những người bạn với nhau thôi. Cái đó là tự cô nói thôi, chứ tôi sao mà biết được. Chị tin cũng được, không tin cũng được. Lần này á tôi về đây á là có công chuyện, với lại cũng để thăm quê nữa. Còn cái chuyện mà tôi với anh Tư gặp nhau á cũng chỉ là tình cờ thôi. Thiệt như vậy không cô? Tiếp. Hay bây giờ á, tía gọi điện làm lành với má đi, rồi má về má lo cơm nước cho tía. Tía điện hoài, bà không có bắt máy. Đúng rồi, ai nghe, ta giận sao ta nghe. Anh chị đúng là hai vợ chồng luôn á, ngay cả cái tính cũng giống nhau nữa. Ảnh á hay ghen, chị cũng vậy luôn. Chị suy nghĩ thử coi, chị với ảnh á sống với nhau mấy chục năm nay rồi. Đáng lẽ chị phải là cái người mà hiểu ảnh nhất chứ. Ảnh có khi nào mà ảnh làm điều gì sai với chị chưa? Dạ.
Tía hả? Ồ, tía cũng có ăn nhưng mà tía ăn ít à. Con thấy tía cứ buồn 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 sao á má. Dạ, sao tía suốt ngày cứ mở radio ngang mình vậy á, không biết nữa. Dạ, dạ, dạ. Alo, tôi nè. Bà đừng cướp máy, đừng cướp máy. Alo, tôi xin bà đó. Bà alo đi, cho tôi vui. Đi. Alo. Trời, nói chuyện rồi. Bà này, tôi xin lỗi bà nghe. Tôi không biết ăn hết nói, tôi lớn tiếng với bà. Tôi hứa là từ nay về sau không có vậy nữa đâu. Tôi thề với bà luôn á, tôi với cái cô Nguyệt đó không có gì hết trơn trời á. Không có gì? Vì sao giữ hình của người ta? Tôi xin lỗi bà, tôi nói dối bà cái chuyện tấm hình. Tại vì tôi sợ bà hiểu lầm này nọ cho nên tôi mới nói gạt bà. Bà đừng buồn nha, bà cho tôi xin lỗi nghe. Thiệt không? Thiệt mà, tôi nói thiệt đó. Không có gì với người ta, nếu mà tôi có gì với người ta sao mà hình của người ta để đâu tôi không nhớ, đúng không? Rồi cái đó là cái thời đó là chỉ cái đó là mấy cái năm quen biết cái đầu đời nó bồng bột lắm chứ làm sao mà bằng được cái tình cảm tôi với bà mấy chục năm lận, đúng không? Ông thề đi. Ừ, tôi thề đó. Đó. Ừ, bà về với tôi đi nghe. Bà về với tôi đi rồi bà muốn đánh, muốn đập, muốn làm gì tôi cũng chịu hết trơn á. Đó là ông nói đó nha. Thôi qua rước tôi về liền đi. Ok, tuân lệnh bà xã. Rồi cứ bán nha. Tụi ba. Sao tiếp? Thành công rồi. Thì hả? Có nhà nấu cơm nước ngon ngon đi. Tao đi rước má mày về. Ok. Trời ơi, cái này phải chăm chú dữ lắm mới vẽ được, mày phá tao vậy. Cô Hồng đang làm gì vậy? Cô Hồng đang làm nghệ thuật. Nghệ thuật hả? Tô màu, nó đúng là tô màu nè. Nhìn thấy không? Mấy cái này, mấy số này thấy không? Nhìn số coi, ứng như cái số trong đây nè. Đó là vẽ ra con này. Gọi là tranh số hóa đó, biết không? Mày viết thời gian. Cái này sao giống mấy đứa nhỏ học tiểu học quá vậy? Trời, nãy mới vô tưởng đâu cô Hồng đang tập tô màu cho cháu của cô Hồng chứ. Làm gì đó, giết thời gian vui vui á. Đúng rồi, bán ế quá. Làm này giết thời gian cũng được lắm á. Đúng rồi, quá kỳ quá. Rồi tô xong mình treo ở đâu? Treo ở đâu hả? Cái tầng này nè, đóng treo đây được không? Cũng được à, nhưng mà hơi bị khó. Khó sao? Chân ngắn quá. Mày làm mày cao lắm, mày không ghét à? Thì không cao hơn ai, nhưng mà dù gì cũng cao hơn cô Hồng. Mày mệt đi. Mày qua mua gì? Dạ qua mua sữa. Cô Hồng bán cho con gốc sữa đi. Đợi tao chút nha. Lỡ này, lỡ tao xíu. Mà cô Hồng nói nghe nè. Sao? Mua ở đâu à? Con tranh á, nó mua ở đâu á, em về để cho cô Hồng vẽ. Mày cũng sẽ rề à. Gọi là tranh số khóa. Mèo. Con thấy cô Hồng mua gấu đi. Gấu nó đẹp hơn á, giống cô Hồng. Mày nữa mà, ổng sợn quá. Ê, số 9 kìa, số 9 kìa. Đồ lao. Số 6. Ê, vẽ số 6 trước đi. Nè, cái số 6 nằm đây nè. Cái này số 6 hay số 9 nè. Số 6. Ủa sao nó thành số 9 rồi? Đó, số 9 nè. Để mày quay lại coi. Số 6. Số 6. Màu xám xám. Rồi, để tao lấy số 6 cho mày. Từ từ thôi. Mày làm gì run dữ vậy? Cái tay tao nó dị rồi. Mày cầm giùm tao cái tay coi. Cái thằng này ăn nhậu cho cố vô. Run từ từ thôi. Lem kìa. Đó, được rồi đó. Trời ơi, cái này khó nhìn mày. Chùm xíu vô rồi ra gì. Cô Hồng. Sao?
còn vừa cho con mất được không? Ủa gì? Gấu hả? Không. Vừa cho con ba con chim. Vậy á? Dạ. Được, để tao kêu nó mua giùm cho. Dạ. Vậy nha. Ừ, tao lấy sữa cho nha. Dạ dạ. Nha. Ôi thiệt thình à. Để tao cho. Ừ. Hay. Trẻ lộn ngon rồi. Đây. Sữa. Dạ. Ăn 7 nha. Rồi, thì thiếu đi. Quên đem theo tiền rồi. Gấp quá. Ừ. Dạ dạ. Chị nào mua xong điện thoại con nha. Được rồi. Gặp lắm đó. Rồi được. Chị bà. Rồi số 5. Số 3 nha. Số 3. Đây. 6. Ê, 6. Làm gì? Hai anh đây làm gì chụm đầu sau mỏ có gì vậy? Chạy xe ôm thì nó chạy đi, mày đặt nhiều chuyện nhau vô chứ. Ừ, với lại mày coi này, mày không hiểu đâu. Mày không có đủ tư duy để mày hiểu đâu. Đúng rồi. Ơi, cái gì dữ vậy? Tại nó ế quá, tao đây tao kiếm tụi bay chơi thôi. Có gì vậy? Sao mày biết cái này được? Đang vẽ tranh số hóa. Làm gì hiểu nữa quá. Sao hiểu được? Ừ. Trình độ. Sao không hiểu mày? Trời ơi, tao chạy xe ôm mấy này tao thấy người ta làm quá trời quá đất kìa. Hồi bữa hôm ghé quán cô Hồng thấy cổ cũng đang vẽ vẽ gì đó. Bữa hôm ta thấy bẫy cò nha. Bẫy cò nó cũng lén lén lúc lúc vì chắc nó cũng vẽ cái này nè. Ủa cái này sao phong trào dưới mày? Tính ra mình cũng thiệt đại chứ bọn. Ê, ôi, đừng cái phá. Ê, mấy này nó nhỏ xíu không có thấy đường đâu làm trời. Ừ, tao nói cho hai mày biết. Tao mai mốt tao sẽ làm một cái bức tranh hoàn hảo. Đẹp thiệt là đẹp. Cảm giác như là một họa sĩ. Trời đất ơi, vẽ tranh số quá mà mơ mộng làm họa sĩ. Tỉnh đi mày ơi. Hai thằng tàu lao. Tao nói là cảm giác. Hiểu không? Cảm giác. Ờ, cảm giác. Nè, tụi mày tưởng tượng đi. Vào một ngày đẹp trời, mình ra bờ sông. Và có chuyện gì mà bạn căng thẳng quá vậy? Con thấy thiếu cái gì? Cái đẹp rồi mà. À, chữ ký của họa sĩ. À, wow, đúng lắm mà, bạn thật là tài giỏi. Mình ngưỡng mộ bạn quá đi, ngưỡng mộ. Còn tôi á, thật là vinh hạnh khi có người bạn giống như bạn đó. Picasso, túi mớm, xẻo lá. Đu mớm. Mơ mộng hảo quyền, ảo mộng danh vọng. Nghĩ làm sao, mặc dù cái này thì vẽ nó dễ thiệt, nhưng mà cũng cần phải có chút xíu năng khiếu, hiểu biết về mỹ thuật hội họa. Còn tay mày rung như kề sấy, cầm cái ly rượu cũng đổ lên đổ xuống mày đặt. Chưa kể nha, bẩm sinh phải có hoa tay mới vẽ được mấy cái này đó. Tao tan biến giấc mơ, vì cái tay rung hay sao? Trời ơi, giờ nó mới biết. À. Anh đào sâu xíu nữa đi. Rồi, được rồi. Anh. Ừ? Hôm của mình á, năm nay trúng mùa ghê ha. Trái nào trái nấy đẹp dễ sợ. À. Em định đây nè. Dạ. Bữa nữa mình mua mấy cái hạt giống, mình gieo xung quanh rào lợi cho nó lên. Đặng có rau sạch là ăn. Anh thấy sao? Sao cũng được, miễn sao em vui là được rồi. Nhịn quá. Dạ nghe. Có rồi hả? Dạ. Em gì vậy? Nghĩ đi, mai làm tiếp. Tự dưng đang làm ương ương dở dở mà nghĩ cái gì? Không được, anh có chuyện gấp, anh phải đi, vậy nha. Trời. Ê, đang làm mình đi đâu vậy? Trời đất ơi, chuyện gì mà gấp dữ vậy cả?
Tía, tía đâu hả? Tao đi uống cà phê. Má mày bả nấu nồi canh chua cá linh ngon quá, bả kêu đi ngang kêu vợ chồng mày vô ăn cơm cho nó vui. Dạ. À, tía, tía, tía. Cái gì? Tía sẵn vô kêu con vợ con qua bệnh ăn luôn đi. Con đi con chuyện chấp cái nha tía. Vậy nha tía. Tôi là tía đó mà nó sai tôi như con không đẻ trời. Ok. Wow. Đẹp không? Đẹp quá à. Em thấy sao? Anh vẽ tặng em á. Anh vẽ hả? Ừ. Đẹp không? Ờ, đẹp. Ừ. Anh vẽ mà. Anh. Hả? Cái này nhìn giống con chim quá ha. Ờ, nó là con chim mà. Nè. Đó. Thấy không? Y chang con chim luôn. Ờ, nó là con chim mà không y sao được. Nè, đây là anh bé cò nè. Anh ấy hả? Ừ. Vậy chắc chắn là em nè. Đúng rồi, đây cốc nè. Cốc hả? Đâu, này là con chim mà. Cốc ghê. À. Công nhận anh khéo tay quá. Anh giỏi quá. Anh đâu có khéo tay đâu, nhưng mà tại vì... Tại vì anh biết em thích tranh nên anh mới vẽ đúng không? Còn gì nữa. Đẹp quá. Bé con. Cô Học làm hết hồn rồi cô Học. Mày làm gì vậy? Mày làm gì mày nghĩ cái gì mày cái mặt mày đực ra như là bị trúng tài vậy hả? Trời ơi, ta đang có cái giấc mơ đẹp. Qua cái miệng cô Hồng, cái thành trúng tà. Người đó kỳ cục dễ sợ. Kỳ gì? Trả tiền đi chứ. 220 với lại 20 tiền ship, 240. Nhanh. Cô Hồng, hồi nãy chạy qua đây gấp quá, quên mang theo tiền rồi. Không ấy mai trả nha cô Hồng. Cũng được, mai trả nhau. Không quên nữa cô Hồng, vì cô Hồng còn cái phòng trống không? Ờ. Cô Hồng cho con mượn mấy bữa được không? Chứ vậy? Không tạo sự bất ngờ cho anh á. Mình đâu có được. Nghĩ sao vậy tao? Ở đây có một mình, không có chồng con gì. Mày trai có vợ tự nhiên ở phòng nhà tao à? Không có được. Tao nói chết rồi, vậy nghĩ chết mày ơi. Mấy bữa à, không sao đâu. Không được. Thôi đi. Nghĩ sao kỳ cục vậy? Mình ở mình mà nó ở chung với chỗ với mình. Ta phải giữ gìn danh giá của tôi chứ. Tía qua đây chi vậy? Có chuyện gì á thì tía gọi con qua bên nhà. Tía qua chi cho cực vậy? Trời sắp mưa nè. Tía đi kiếm bể. Nó đâu con làm có mình vậy? Thì nãy anh mới chạy đi ra chứ. Mấy công việc ở đây cũng nhẹ nhàng, con làm mình cũng được. Con đừng có chiều nó quá, nó hư đó nghe. Mấy bữa nay anh bị gì á, hễ anh rảnh cái là anh đi à. Con có hỏi ảnh, bà ảnh kêu chừng nào công chuyện đó thành công á thì anh nói cho con hay. Nên con cũng thèm hỏi làm cái gì hết trơn. Con phải quản lý cho nó chặt à. À, để nó sanh thật á. Tí về à. Ơi, ngủ không được. Nhức mình nhức mẩy quá trời. Ê, ê. Làm gì á?
Nhà mình mày làm gì mày còn một giống như ăn trộm như mày. Ủa tía, tía dậy sớm vậy tía? Mày làm gì qua đây chi sớm vậy? Đâu gì đâu. Giấu gì trong phòng vậy? Dạ đâu có gì đâu tía. Con chỉ là qua chơi thôi, không có gì, con về nha tía. Ê, đứng ra đi. Dạ. Để tao vô tao coi coi mày giấu gì trong phòng. Tía định đi đâu? Vô trong phòng coi coi mày giấu cái gì. Không được nha. Sao không được? Nhà tao, tao muốn đi đâu tao đi chứ. Trời, nhưng mà cái đó là phòng riêng của con mà. Ê, bậy à, bậy à. Mày nhớ là mày có vợ rồi nha. Tao cất riêng có mày cái nhà rồi. Hộ khẩu mày tao còn cắt nữa chứ đừng có nói cái phòng. Bởi vì nhà này mày không còn cái phòng nào hết trơn á. Mày nhớ lộn rồi đó. Ừ. Dạ, thật ra là con để ba cái đồ kỷ niệm thời tuổi thơ thôi chứ không có gì tiếp. Đồ kỷ niệm tuổi thơ mà lén lén lúc lúc vậy đó hả? Mặt mày kìa, dính ba cái màu mè tèm đem tuốt lút kìa. Có chuyện gì? Thật thà khai báo đi. Vậy khai không? Dạ. Dạ, thiệt tình là con đang vẽ tranh. Trời Phật ơi, mày vẽ tranh hả? Hồi nào tới giờ nhỏ tới lớn mày cầm cuốc cầm len không mà tao thấy mày cầm cọ bao giờ đâu mày vẽ tranh vậy? Thì giờ cũng cầm cọ nè. Mày làm chuyện lạ không à? Rồi vẽ được gì ra hồn vía gì chưa? Dạ, được chứ tiếp. Mà thật ra con cũng phải vẽ nữa, mà là con tô cái tiếp. Giống như là trên bức tranh phải không? Nó có con số, cái mình lấy mấy cái số này nào tô lên cái này gọi là tranh số quá cũng được luôn á hả? Dạ được chứ tí. Được, cho tao coi coi. Không được chứ tí, cô tí nói hết bà con hàng xóm, cái này cái bí mật của con mà tí. Bí mật gì? Bí mật tại vợ con. Cho tao coi đi, tao góp ý cho. Ủa tí có biết gì về hậu quả đâu tí góp ý? Ủa gì bộ mày biết à? Tao là tí mày tao không biết mà mày biết hả? Mày đi học hồi nào mày biết? Giờ có cho coi không? Dạ không. Chắc chưa? Dạ chắc. Tao đi kiếm nhái. Con nghĩ tía, ông ấy giờ con mời tía vô thử thách tranh của con đi. Đâu, vô coi coi mày vẽ cái gì. Mày vú vú đút đút đi. Thấy sao tía? Quỷ thần thiên địa là trời. Cái này là tranh này, hả bảy? Dạ. Tao lại mày bảy ơi. Mày biết con nhái nó thích chanh thì thôi đi mua miếng chanh tặng nó đi. Mày vẽ này mày tặng cho nó chắc nó hết ngủ luôn quá. Nó sợ ma, giờ mày thấy giống ma quá à. Thiệt biết vậy không cho tí coi luôn. Trời Phật ơi chanh. Anh Bảy em, mấy bữa nay anh đi đâu vậy? Anh có đi đâu đâu. Anh không đi đâu. Vậy thì tại sao lúc em đi đồng về không bao giờ thấy mặt mũi của anh hết vậy? Con á thì cũng đem qua ông bà ngoại gửi. Anh nói thiệt đi, anh đi đâu? Anh đi gặp ai? Làm gì có gặp ai đâu. Không gặp ai mà cái mặt lén la lén lút vậy hả? Thái độ vậy mà còn chối nữa hả? Bây giờ em cho anh nói thiệt á, anh đi gặp ai? Trời ơi em, không lẽ anh là con người tồi tệ vậy sao? Không có đâu. Đúng rồi, có ai tự nhận mình là anh trộm đâu. Nếu mà không làm gì sai á, không có ai mà không có làm cái gì mà tự nhiên lén la lén lút vậy hết á. Đến giờ anh chán cơm thèm phở rồi, anh thay lòng đổi dạ rồi, anh đâu còn thương tôi nữa. Nếu vậy á thì anh cứ việc nói với tôi về tôi thưa với tía má anh để về nhà tôi ở, chứ anh đâu nhất thiết làm vậy đâu. Nhái em, anh phải như em nghĩ đâu, em đừng có nghĩ anh như vậy nha. Nha. Nhái. Nhái. Hy vọng bữa nay mình muốn bán tắc hẹn. Ôi trời.
Mày làm gì đây vậy? Mày ngồi đó suốt đêm luôn hả? Đi mày vẽ này hả? Trời đất ơi, sao mày không về nhà làm đi? Thôi, vẽ nhà tí ý kiến với con, mệt. Mày thức nguyên đêm mày làm, mày mặt mũi mày thâm quần hết trơn rồi kìa. Sao để sáng mai làm? Mai còn á, xuống cây giống. Mà hôm nay sẽ tập trung công việc, nên tranh thủ vẽ cho xong, tặng nhá. Xong chưa? Cho mượn coi. Thôi, mình đặng đồ. Mình làm như tao không biết trong đó có ba con chiên gì vậy. Trả tiền đi. Trả tiền nè. Dư 10.000, coi như là con thuê nguyên đêm qua 10.000. Thôi, mày về mày. Vậy có không? Có ba con chiên mà làm ớt. Nó đi đâu cả đêm mà con không hay không biết. Là sao? Con tưởng ảnh ở bên nhà mình nên con cũng không để ý nữa. Thôi con đi về đi. Chừng nào nó về á, kêu nó qua đây gặp tía. Tao đập cho một trận cho biết thân. Dạ. Khoan đã. Dạ. Chờ tía chứ. Tía với con đi tìm nó. Dạ. Đập cho một trận cho biết. Tía. Trời Phật quỷ thần thiên địa ơi, mày đi đâu mà giờ này mày mới về mặt mày như Hà Bá chú ôn vậy bảy? Anh bảy, hôm qua giờ đi đâu vậy? Ủa, ngái, sao em ở đây? Em về nhà kiếm quá trời, không thấy vậy? Còn em thì đi kiếm anh từ hôm qua tới giờ đây nè. Mày đi đâu mà cả đêm đây nè? Mẹ con nó ở nhà, chờ mày không có ngủ ghê gì được hết á. Mới cưới vợ về, mày đắc tập thối hư tật xấu, đi đâu vậy? Cái gì? À, quên quên. Bí mật phải không? Món quà tình yêu trong giờ. Sao phải tiếp? Chị bị chửi cũng đáng rồi phải không? Đâu quan ức gì đâu. À, không quay. Anh Bảy, em hỏi nãy giờ sao anh không trả lời? Anh đi đâu? Anh có biết là em lo cho anh lắm không hả? À, tại anh có công chuyện đột xuất á. Chứ gấp quá bị quên nói em nghe. Coi cái mặt coi coi. Làm cái gì mà trên mặt chín tùm lum tùm la vậy? Nó đi cả đêm nay đó, cũng vì con đó. Vì con? Em bạn. Anh dễ thiệt á hả? Nó đó, nó dễ đó. Mà anh dễ gì vậy? Anh dễ ba con chim. Nè, một, hai, ba. Cái gì mà chống ngược nó lại vậy? Nó đang đậu trên cành nè, đó, ba con đậu trên cành cây. Con phải nhìn cho kỹ nó mới ra con chim, dòm sơ qua tưởng con gà ác. Bộ em thích cành hả? Em thích chứ. Nhưng mà... Bà đừng có nói với em là anh vẽ bức tranh này tặng em nha. Ủa không tặng cho con, lẽ là tặng cho tía. Ờ, em thích mà. Trời ơi, anh đẹp, em thích lắm luôn á. Bởi vì yêu nhau á, xấu nó nhìn cũng thành đẹp. Con nói thiệt với tía nha, từ trước đến giờ con chưa bao giờ mà gặp bức tranh nào mà nó xấu vậy. Con không thấy đường nét nào ra đường nét nào hết trơn. Thế con thấy vậy. Nhái, sao ba hồi em nó thích, ba hồi nó không thích, xấu đẹp là sao? Ờ thì từ trước tới giờ anh đâu bao giờ biết về tranh ảnh đâu. Tự dưng hồi bữa nghe em kêu thích tranh cái anh mận vậy, em vui lắm. Em vui, anh cũng vui theo. Tía cũng vui. Dạ. Anh, vậy chút nữa mình đi về mình mua móc, treo lên anh ha. Ơi, mình treo ngoài phòng khách đi, mình ngắm. Thôi, cho tao can nè. Để em vô phòng ngủ hai đứa treo đi. Rồi tối người ta ngồi đó, người ta thức, người ta ngắm tranh. Treo phòng khách, khách ta tới, người ta nhìn tội nghiệp người ta.
nổ mắt. Dạ đâu hết rồi bà ơi. Ủa ông về rồi hả? Khát nước quá à, cho ông đi nước uống rồi. Ủa tôi tưởng ông đi uống cà phê về. Thì đi uống cà phê, nhưng mà từ quán cà phê lộ về tới đây trời nóng nực nó khác nữa chứ không có nổi. Một xíu làm thì ứng. Ông đi từ quán nước về đây à mà ông chịu không nổi. Rồi như người ta đi làm suốt ở ngoài đường, ngoài đồng vậy đó. Làm sao người ta chịu nổi? Ý bà nói chuyện có chút ác gì mà tôi rên rỉ chứ gì? Tôi không có ý đó. Lấy nước cho uống nghe. Trời ơi, làm ơn bước dài dài giùm tôi cái. Bà bước vô tới chổng bà lấy nước ra tới đây cái tới chiều quá à. Chậm ứng thiệt chứ. Ông đi từ quán nước về đây à mà ông chịu không nổi. Rồi như người ta đi làm suốt ở ngoài đường, ngoài đồng vậy đó. Là sao ta chịu nổi? Bà này bà nói cũng có lý ta. Ta làm ngoài đồng cả ngày khát nước, nước đâu uống, cũng phải chịu thôi. Đó, nước của ông đó. Bà kêu ông Tám á, đi mua cho tôi á 4-5 cái thùng nước suối bự bự đi. Làm chi vậy? Không khát dữ vậy hả? Làm việc thiện. Dạ, con là Diễm Hồng. Con xin thần hoàng bốn cảnh, thần sông, thần núi, thần rừng, đất đai nhân trạch, thần tài thổ địa phù hộ cho quán của con được muôn may bán đắt. Sẵn tiện cho con xin một chút tình duyên con được khởi sắc một chút. Dạ, con tạ ơn các thần ạ. Gá ba thùng nè, gá tư thùng nè, cái đồng cộng thùng nè, chấm sáng thùng nè, trường học thùng nè. Một thùng á, một ngày cũng được mấy chục người uống nè. Tôi đi từ quán cô Hồng về đây mà tôi còn khát nước. Người ta đi làm cả ngày ở ngoài ruộng, ngoài đồng, ngoài đường đi vậy đó. Người ta khát nước, nước đâu uống. Coi vậy chứ cũng đỡ lắm đó ông. Dạ, nước về nè tía. Ừ, giỏi con. Dạ. Rồi coi cái nào mới đem vô còn nhiêu là để ngoài nha. Dạ. Mệt không con? Dạ, không có mệt má ơi. Mệt cái gì, cái thùng nước suối gì bà hỏi kiểu đó bởi vì biết nó nhũng nhẽo. Tội nghiệp. Đáng lẽ mấy cái chuyện này á, đàn bãi cò nó ở nhà nó làm. Bây giờ nó có vợ rồi, cho nên Tám nó phải làm. Kệ nó đi làm tập thể dục thôi chứ có gì đâu. Ráng nghe con. Dạ. Cái thùng nào nó dư thì đem vô đây để mai để nữa. Còn nó vô để ra ngoài đó đi. Ừ, để ngoài đó rồi sẵn mang đi luôn, khỏi mang nhà nữa con. Dạ, con biết rồi tía má. Ừ. Dạ. Trời ơi, sáng giờ sao không có thấy móng khách nào vậy trời. Cái gì vậy trời? Nước uống miễn phí, mời bà con dùng tự nhiên. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy trời? Tại sao cái quán của mình, quán cà phê đây mà tại sao ai để bình nước miễn phí đây rồi ai uống quán cà phê nữa? Ai vậy? Ai mà chơi mình kỳ cục vậy? Còn để ca nước uống sẵn nữa. Cái này là có chủ đích nè ha.
quá sức tưởng tượng. Những chiều lăng tiếng mưa rơi, đêm say chờ chú ơi chú. Dạ. Nước này miễn phí hả chú? Ờ, nước miễn phí, uống đi sếp. Đây 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 đây. Dạ, tôi xin ca. Đây đây, có liền phục vụ tận nơi luôn. Dạ, uống thoải mái đi. À, cảm ơn chú. Ừ. Nữa không? Nước mát quá à. Làm ly nữa nha. Dạ thôi đủ rồi, cảm ơn chú. Khi nào có đi ngang qua đây nè, khát nước thì ghé đi uống nha. Rồi, cảm ơn chú nha. Hay là dài dài á, tôi cũng có để mấy bệnh vậy á. Dạ dạ. Ha? Ừ. Dạ thôi tôi đi, cảm ơn chú nhiều lắm nha. Ừ, có gì đâu. Ừ. Khi nào có khát nước ghé uống nha. Dạ. Tội nghiệp bà con mình á, đi làm đồng, nước đôi đâu ngủ, giữa đồng giữa sái vậy nè. Có cái ca không mà rồi còn bình nước đâu, có ca không sao uống. Mày kiếm gì trên cây vậy Tấm Tàn? Con đi chơi. Mày rảnh quá à. Ba thấy mày kiếm gì trên cây á? Thì con kiếm cái bình nước uống này nè. Con sợ đứa nào nó phá phách rồi nó treo trên cây á. Bình nước nào treo trên cây? Mày làm như bóng đèn treo trên cây, trên cao. Ở trên cây cũng không có, mà ở trong bụi cũng không có. Vậy nó ở đâu ta? Thôi con về con Hồng. Dạ. Con về nha. Cái gì ghét. Ngay cái thằng mối ruột của mình á, mà nó còn không thèm uống nước của mình nữa. Hả? Mà đi uống nước miễn phí. Hỏi sao không ế chứ. Tía. Gì? Cái bình nước còn đặt gần quán của Hồng á, mất nửa rồi tía. Mất nửa hả? Dạ. Trời đất ơi, hai ngày nay chỗ quán của Hồng mất hai bình. Dạ. Rồi mấy chỗ khác có mất không? Hồng á. Kỳ vậy kìa. Vậy ai lấy ta? Tía, con đang nghi là cô Hồng á. Cô Hồng bán nước, cô bà lấy nước làm chi? Ừ, đúng rồi đó. Không có chứng cứ, không có nghi quan cho người ta vậy được con. Dạ. Thôi, mấy thùng nước à, mất thì thôi. Mất, tôi không có tiếc. Mà không có biết người lấy, mình mới tức đây này chứ. Mà chắc người ta cần, người ta mới lấy. Mà nghiên cứu hoài, không ra ai đấy, mới tức mình. Chắc là cô Hồng không lấy. Thì chắc là ai đó đi đường, đi ngang, thấy thùng nước sẵn ôm luôn chứ gì. Trời ơi, ở Xẻo Lá này, người ta lấy, cái gì chứ. Hồi nào giờ ai đi lấy cái bình nước gì kỳ. Có đó nghe tía. Rồi nhiều khi cái tụi nào nó thái mái, nó tham lam, nó lấy hết trơn á. Vậy con giác mình nữa, ra ngoài đó để y đó đi. Nữa hả tía? Ừ, nhưng mà lần này chịu khó đừng có về. Kiếm chỗ nào kín kín, đứng rình được có ai lấy. Trời đất ơi, rồi không lẽ cái thằng ăn trộm đó tới khuya nó mới tới. Rồi con cũng ngồi đợi tới khuya luôn hả tía? Thì chịu khó đi, để con biết ai để tức cũng vậy à. Đi đình bắt kẻ gian thôi mà. Mắc mớ gì đinh cái bình đầy chỉ cho nó nặng. Mình trinh bình không đi cũng được mà. Mình thông minh thiệt. Nói gì đi đi còn suy nghĩ gì nữa. Dạ. Đi đi con. Dạ. Nói tới là quần quằng. Thằng này thiệt tình. Úi dạ. Trời đất ơi là trời. Trời hành trời phạt thì sao á. Ở nhà không ở. Đi ra đây gình mòn vậy nè. Mũi chích gần chết luôn vậy đó. Tôi mà biết ai mà lấy cái bình nước đó ha, là tôi cho lên đồn ngay lập tức. Trời.
Trời đất ơi, nữa hả trời? Cái bình nước này của ai vậy? Đem về giùm đi. Có ai không? Bộ giỡn với tôi hay sao vậy? Tôi mà biết được á, không yên đâu nghe chưa? Tụi bay không? Bưng bình nước cho tao coi. Trời ơi. Mệt quá, cái bình không mà tưởng nặng lắm. Thì ra là con Hồng. Trời, không ngờ tính tình cũ như vậy luôn á. Nhà bán quán nước mà làm như thiếu thốn lắm vậy đó. Đi lấy cái bình nước của người ta đem vô để mà bán. Bó tay thiệt chứ. Mày nhìn gì vậy Tấm Tà? Thì con đang nhìn cái mà cô đang nhìn đó. Ủa? Mà cái bình nước nó có gì trỏng mà cô làm gì cô xăm soi quá vậy? Tao đang điều tra coi ai là cái người từ bữa đến giờ phá đám tao không cho tao buôn bán nè. Ờ, rồi cô tìm ra thủ phạm chưa? Chưa. Tao đang điều tra dấu vân tay. Gì ghê vậy? Dấu vân tay luôn hả? Chứ còn gì nữa. Đây nè, mày nhìn coi. Mày có biết cô ai không Tấm Tà? Trời ơi, cô nói chuyện nghe ngộ quá. Cô làm như con thám tử vậy. Ai biết? Chẳng lẽ bây giờ ta phải triệu tập cả cái xẻo lá này để tìm ra cái dấu vân tay của ai giống như cái này? Trời đất ơi, mày mạnh mạnh tay giùm tao quá Tám. Mày nhồi gì mà như nhồi đất sét để nắng đồ chơi. Được chưa tía? Nắng đi chừng nào mà mày, đó dẻo chút nữa là dẻo chút nào mày nắng được gì nè đó là được nè. Đó, gì nè, thấy không? Bóp mạnh mạnh đó mày làm gì? Mày làm gì? Chút đem bình nước ra mà đường lộ để ngoài cho bà con đi ngang đâu uống nha. Dạ, không biết rồi tía. Phải của mày không Tấm Tà? Nè, cô đừng có nói bậy nha. Làm gì của con có biết gì đâu. Thôi phải thôi, làm dữ vậy. Giờ uống gì tao làm cho nè. Thôi giờ hết khát rồi, con đi về. Ghét. Không mở chợ cũng đông. Mình phải tìm ra bằng được cái người phá mình không cho mình buôn bán. Đi vòng vòng cái xóm này, kiếm cho bằng được. Nước uống miễn phí. Trời đất ơi, đây nữa. Ai mà đánh dữ vậy ta? Thêm một bệnh đây nữa. Lạ thiệt á. Ý gì trời đất ơi. Đem mấy bình nước tới đây không muốn hụt hơi. Có con có cái lớn rồi. Mà không có thằng nào làm chuyện này tiếp mình hết trơn. Tám sai đi canh cái bình nước ngoài đó. Giờ này không thấy về nữa, không biết có phát hiện được ai không, hay đi chơi nữa rồi. Để ngay đây đi, người ta đi qua lại, người ta thấy người ta uống. Ủa, anh hai? Ủa, không. Anh làm gì vậy? Để nước đây nè, để cho bà con người ta đi qua lại người ta uống. Vậy là cái bình nước bữa giờ trong xóm là... Của tôi không đó. Vậy cái dấu vân tay trên bình cũng là của anh luôn á hả? Dấu trên đó. Cái bữa vô nhồi bột rồi tôi ôm này nó dính trắng trắng trên này vậy. Vậy là anh cố tình anh ôm cái bình nước đặt trước quán em đúng không?
Ủa trời đất ơi, con nói gì kìa? Tôi đâu có bận. Vậy có ai? Đám á, Tâm Tàn á. Ở kìa, tới kìa. Trời ơi, tía, sao tía không để con qua con Nghinh phụ cho? Trời ơi, đợi mày chắc tới khuya, khuya tối ai uống? Anh hai, anh có thù ghét gì em á, thì anh nói. Chứ làm gì mà anh chơi ác với em dữ vậy? Trời ơi, con nói gì kìa con Hồng? Mình quen biết từ nào giờ tôi thù ghét cô chi? Em á, buôn bán ở đây á, là mấy chục năm nay rồi. Mà anh, bộ anh tính đạp đổ chén cơm của em hay sao vậy? Trời ơi, con nói gì tội nghiệp tôi con Hồng? Cơm là ngọc là ngà, mà tôi đạp đổ gì tẩu chết luôn à. Em tức quá đi à, em nói vậy mà anh cũng không hiểu nữa. Là sao? Tía, ý cổ nói á, mình đặt cái bình nước miễn phí trước cửa quán cổ, làm cho quán cổ ế á. Ủa quán cổ ế nào tới giờ chứ đâu phải bình nước mình đặt cổ mới ế đâu. Anh nói vậy, ế gì mà ế chứ. Chứ em hỏi anh chứ, anh nghĩ sao Tấm Tàn á, nó bưng nguyên bình nước nó đặt ngay trước quán em, cái để nước miễn phí, mời bà con lại uống thoải mái. Em nói thiệt cái chữ cái nước miễn phí nó còn bự hơn cái bình nữa, hỏi sao người ta vô quán em ta uống được. Trời đất ơi, tôi dặn Tám nó để cặp bên quán cô xích đằng kia chút mà đừng lộ á, cho người ta thấy người ta uống. Ủa, con đặt ở đâu vậy Tám? Thì bữa đó con thấy nếu mà đặt ở ngay chỗ ngoài lộ á thì nắng quá đi, con mới đem vô cái bình nước vô trong quán của cổ cho nó mát. Trời ơi, chỗ người ta bán quán mà mình đặt bình nước miễn phí vậy có sao được con, làm gì vậy nha. Phải rồi, mày thấy tao đơn thân có một mình phải không, cho nên mày muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, chứ mày ăn hiếp tao đúng không? Trời, cô nói gì cô Hồng? Thì con cũng có ý tốt, con làm theo tí á con, để bình nước cho bà con người ta uống. Thì tao đâu nói mày xấu, nhưng mà mày muốn để cái bình nước á, mày phải để sao cho nó phù hợp. Chứ mày nghĩ sao á, mày đặt ngay trình ình như trước quán tao, mà sao tao làm ăn được? Ăn coi nồi ngồi phải coi hướng chứ. Ngủ dạ lá chịu đòn, tôi xin lỗi cô. À, thật ra tôi cũng có ý tốt thôi chứ tôi không có ý xấu gì hại cô đâu. Tôi muốn đem bình nước này ra nè, để về dài để cho bà con đã khát nước, ta đi ngang có nước ta uống, làm phước vậy đó mà. Thiệt tình với anh á, thì cái lòng của em nó cũng tốt như anh vậy thôi. Em đâu có biết anh làm từ thiện giúp bà con đâu. Chứ là em biết em cũng ủng hộ anh mà. Đằng này á, em không biết ai tự nhiên đặt trước quán em mà không nói cho em biết, cho nên em mới giận. Chứ nếu em biết thì em đâu có giận dữ vậy. Nhưng bây giờ hiểu ra rồi thì thôi không sao hết trơn. Mấy mốt có gì bình khác à, em đem để đặt quán em cho. Vậy đó hả? Dạ. Vậy hết giận phải không? Biết rồi có giận nữa. Thôi vậy đi, mình cùng nhau đóng góp nhau ngược chút để giúp đỡ bà con lúc khó khăn mà cô Hồng. Má đi đâu vậy? Thì tính qua bên con nè. Đồ ăn má mới nấu còn nóng nguyên à, đem về ăn liền nghe không? Con cảm ơn má. Ăn liền nghe không? Dạ. Ủa? Bảo. Sao mấy nay không thấy qua vậy? Dạ, mấy bữa nay anh phải cò phụ tía bưng nước qua bên chợ với bên bệnh viện á, không ai canh nhỏ hết nên con ở nhà ăn canh nó. Đường cái tía bay rảnh á, nghĩ ra nhiều chuyện cũng hay. Tốt. Mày kệ con, la làm đùm la rách. Mình có nước uống chứ có nhiều người không có nước uống á con. Ủa gì mà má? Hả? Mấy bữa nay á chị Sao Nhú có gọi điện cho má không? Có chứ, gọi riết gì, hỏi thăm mày nữa. Vậy hả? Hồi hôm bữa chị gửi cho thằng con của con mấy bộ đồ chơi dễ thương lắm. Vậy hả? Mà sao dạo này con thấy chị không về vậy? Bộ chị kẹt lắm hả má? Có kẹt gì đâu, nó không muốn về. Ủa sao mà không muốn về? Thì chắc tại tía với má cứ... À con biết rồi, cái chuyện chồng con phải không? Trời ơi. Ủa điện thoại. Ủa nó đeo đâu ạ? À? Đây. Trời đất ơi. Đó dạ. Bỏ vỏ mà không nhớ đó con. Tôi nè. Thì có tiền á trả đi rồi về tôi đưa lại. Trời đất ơi. Vậy thôi chờ chút nha, chút rồi về liền. Thôi má về nha, về trả tiền nước cho người ta, người ta đem nước tới kìa. Dạ vậy thôi má về, rồi chiều có gì con rảnh ẩm nhỏ qua chơi. Nha con. Dạ. Má về nha. Dạ. Phụ con cô Ngọc. Đây. Rồi.
À, để đây nè. Ờ, để đây. Dễ thấy. Xin qua, Rồi, để xuống. Dạ. À, được rồi đó. Còn cái ca vô cho tao uống chứ. Dạ. Ý, để tao dán mày vô nữa chứ. Dạ. À, mình nhìn coi coi được chưa? Mình nhìn coi được chưa? Tắt ta. Xích xích qua bên phải xíu không? Bên phải hả? Dạ, được. Được rồi, được rồi đó, được rồi đó. Rồi, được rồi. Đây. Đây, để băng keo. Rồi, dán này. Ờ. Đây. Công xong. Nhận. Có một chút xíu vậy thôi mà có thể giúp được bà con đi làm về có cái uống nước cũng đỡ lắm á. Dạ đúng rồi đó con Hồng. Ờ mà thôi con về bển nha. Để con thôi tía con kêu con á. Thôi con về nha. Dạ. Ngày xưa sống trong túp lều tranh mà sao trời vui quá đổi, sớm hôm hiền lành. Ngày nay cái gì cũng có hết, mà sao ruột gan như muối sát, thấy đàn con treo mà đau. Đổi thay, bao nhiêu thay đổi tới từng ngày, cho nên gan ruột với bời bời, làng trên xóm dưới. Đổi thay từng ngày, nhìn người ta mà lòng đau. Này, ủa cô Hồng, sao vậy? Mày mới đi chợ về hả? Sáng giờ có ai thay Trương mình nước cho anh? Trời đất ơi, thật khai trương quá trời, ai đi ngang đây tao cũng ghé uống. Nhìn đàn con nó đang lớn dần, rồi làng quê về thành đô, rồi cùng nhau tập tành món chén. Trở về cơn sốt tiền đã biến hình, nó tan tành rồi. Khi trở về cơn sốt tiền đã biến hình, nó tan vui vẻ cả làng à, tan tành rồi. Thằng chuột mày ơi. Trời, cái hàng bự chà bá gì chắc con chuột nó bự lắm á. Trời, đâu có buổi trời, con chuột chạy mất tiêu rồi, xui dữ trời, vậy mà bắt không được. Kìa bắt không được trời. Ê, Trời, mày gan quá. Mày dám chạy qua mặt tao luôn. Chú hai ơi. Chú hai. Gì vậy? Thấm đàn đâu có nhà không? Mới đi chơi rồi. Ủa mày làm gì mày cầm cái chạy song sọc sọc thấy phát ớn như mày? Quên. Nãy ruột đập con chuột mà cái đập hụt tức quá kiếm thấm đàn quên giục cái cây nữa. Chuột mà mày cầm cây như đập trâu hả? Không, tại con chuột nó bự. Chú hai cho con ngồi đi, con kể chuyện chú hai nghe. Ủa mày hồi nãy giờ tao có dám không cho mày ngồi đâu tèo, mày xin gì ngồi đi. Mày nằm còn được chứ ngồi nhậm gì. Trời, con nói chú hai nghe, con chuột nó bự dữ lắm. Nó bự bà bắp đùi con người nè. Thôi, vừa phải thôi. Tao là nông dân mà con chuột cơm nào mà bằng bắp đùi. Mày nói quá. Con nói thiệt á, con thề danh dự chú hai con nó dốc là con hết đẹp trai luôn á. Thôi khỏi thề. Thề là cái nghề của mày. Thì con chuột bự lắm, bự gì lắm. Mà mày khỏi cần nói, tao cũng biết.
đi dưới quê mình mùa nước nổi này thì chuột nó bự nó mập rồi phải rồi. Help me! Đâu hả? Cứu tao với Tèo ơi! Tèo! Cứu tao với Tèo ơi Tèo! À! Trên cây! Ôi sao tự nhiên dưới đất không chơi, trèo lên cây chơi? Đâu có! Nó kẹt cái chân, mày leo lên cứu tao ơi! Đau quá người! Ây da! Không, ấy giờ mày nhảy xuống đi! Đây, tao hướng cho! Mày điên hả? Tao nhảy xuống bắt đầu nó dính cái giò lại toàn ten như con khỉ vậy hả? Ha, giờ nhảy xuống lỡ gãy chân rồi sao? Giờ ở trên đi đừng có nhảy nha. Không có được, bây giờ nó sưng quá rồi. Mày leo lên cứu tao ấy. Thôi, tao không leo đâu, tao sợ lắm mày ơi. Trời ơi là trời, người anh em đập tan cơn sợ hãi mà leo lên cứu tao đi Tèo. Đau quá Tèo. Nhanh đi Tèo ơi Tèo. Đau quá. Tèo ơi, bình tĩnh, đừng có la nữa, để tao nghĩ cách thôi. Thôi mày ơi, tao kẹt rồi mày ơi, bữa nào đi. Mày tào lao, anh em lâu lâu rảnh, rủ mày uống cà phê, mày kẹt gì vậy? Trời ơi, tao bây giờ tao phải chạy qua thằng Tèo phụ nó đào đất nè. Cái gì? Mày qua phụ thằng Tèo đào đất? Ừ, đào hang ba bắt chuột mày ơi, hôm nay bắt chuột nhậu, đi không vui lắm. Cái gì? Bắt chuột hả? Vui. Thôi, không đi. Alo. Thôi, không đi. Ê, đi bắt chuột. Thôi, không đi. Vui lắm. Ê, chuột. Ê, trời đất ơi, có sao không? Cái thằng này. Không đi. Uầy. Chuột. Cái thằng kỳ đó. Gì? Nó sợ chuột vậy luôn hả? Ừ. Tao không ngờ nó là dân miền Tây mà nó lại sợ chuột đến vậy luôn. Nó vừa thấy con chuột chạy qua một cái, tự nhiên nó nhảy lên cái, nó té lộn mấy vòng luôn, cắm đầu xuống đất mấy lúc nữa bay luôn cái hầm tiền đạo luôn. Được rồi, thù này tao nhất định phải trả. Ủa gì vậy? Không có gì, nhiều chuyện. Ồ mà nghĩ cũng lạ ha, ở dưới miền Tây mày thì lại sợ độ cao, còn thằng Tú Mớm á thì nó lại sợ chuột. Không biết tao sợ cái gì nữa. Chắc tao sợ vợ á, mà không biết khi nào tao mới có vợ nữa. Tía, đâu gặp tao cười hì hì, sáng sớm rồi đâu ạ? Dạ con tính đi đâu? Dạ tía cho con ở nhà anh Tèo chơi xíu nha tía. Ủa nhà anh Tèo đâu có gì vui đâu, qua bên đó chơi. Dạ bữa nãy bển vui lắm tía, anh Tèo nướng chuột đồng ngon bá cháy luôn. Làm công chuyện nhà xong chưa? Thì chút xíu nó con về con làm. Thôi không dám đâu, quay đầu vô trong chuồng heo liền. Cho heo ăn, cho gà ăn, cho vịt ăn, cho cá ăn, quét sân, lau nhà, rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, xong rồi muốn đi đâu đi. Mà tía cho con đi tía. Thì làm xong công chuyện đi rồi đi. Dạ không biết rồi. Biết thì đi vô. Dạ. Con cái gì nói quần quằn 10 cái 10 cái. Sáng sớm mà rủ nhậu rồi điện nó chửi cho một tăng không biết mặt. Nghe chú hai ơi. Tèo ơi, cô lão heo đó hả? Tổ trưởng tổ nhiều chuyện đó hả? Tổ phó điện nè. Sáng sớm làm gì rủ tám qua nhậu vậy? Đâu có đâu, tại bữa nay con đi ruộng gì á, bắt được mớ chuột cái tính rủ tâm tàn qua nhậu sương sương với con, với thằng Tú Mớm, với thằng Long Xì Ke rồi nè. Trời Phật ơi, sáng sớm chưa làm công việc nhà, ủa bắt đổ nhậu rồi hả? Thôi dẹp đi, làm ăn cái kiểu mấy thằng bay mau giàu lắm à, ở không quá hang. Trời ơi, thì lâu lâu mới nhậu một lần, tự nhiên chú hai nói con vậy à. Để ở không thì rủ mấy thằng ở không nhậu đi, Tám nó mất làm công việc rồi. Dạ, vậy thôi, con không rủ Tám tàn nữa. Con rủ con Tú Mớm à. Mày muốn rủ con Tú Mớm, Tú Khô vậy đó rủ đi. Vừa Tám ra giùm tao cái. Dạ dạ. Nhậu mồi gì á? Dạ nhậu mấy chục đồng. Chục đồng hả? Dạ. Nhiều không? Dạ cũng ít lắm à. Đó thôi về con thôi. Dạ ơi. Ủa cho không kêu trời mày? Dạ không có gì. Vậy thôi chú cho Tám tàng á qua nhậu đi, rồi cái lát con đưa chuột cho nó sách về cho chú hai. Con ưu tiên cho chú hai cái đùi bự chà bá luôn.
Trời đất ơi, chuột cơm mà mày cho tao có cái đùi ai ăn ai nhịn, rồi có điều kiện nữa, kêu Tám thế mạng nữa. Thôi dẹp đi con, mời tao rủ Tám đi tàu, cha con tao về nhậu ên, không cần nhậu chuột mày. Lâu quá không ăn món này, nhắc tới chuột cũng bắt thèm chứ. Ê, chín chưa thèm quá. Là thấy ghê quá mày ơi, chờ tí xíu. Ôi cái bùi nó lên đã quá mày ơi. Chờ tí xíu đi. Alo, mày qua chơi túi mớm. Đợi xíu đi, đang qua. Đang qua gì mà, nửa tiếng đồng hồ chưa thấy qua. Mày không qua, nay tao với Đường Long quất hết luôn á, khỏi chừa mày á. Ê, đang qua, đợi xíu đi mà. Qua lẹ đi nghe. Chim gừng đang đợi mày đó. Ủa gì? Đợi đi, xíu cho mày ăn. Khách mời tới đầy đủ hết rồi, nhập tiền đi. Cho mày, giờ mày nãy giờ ăn đi. Ăn nha. Tề ba ly đầu tiên đi. Ngon. Ê, mới vô uống mày ăn hoài vậy? Nó đang ngon, để cho nó ăn đi. Trời, nhưng mà làm gì làm, phải uống trước đi, chứ ăn không à. Mày sao vậy? Trời, đánh bữa ăn, để cho nó ăn đi. Ăn đi. Mày có uống à? Ăn đi, tao uống giùm thế đó cho nè, uống thế cho. Trời, sao hôm nay mày tốt, đột sức vậy? Chứ không sao, ăn đi ai. Giờ tới vòng mày nữa nè. Ăn đi. Bữa nay mạnh dữ. Chứ không sao mẹ, đu phải càng ngày càng lên chứ. Ai, ngon không? Ngon không? Đó, mày có ăn đi. Ngon lắm rồi. Mà thịt con này con gì mà ngon chứ à? Đè cái con không? Con chim gừng. Thịt chim gừng. Chim gừng hả? Ừ, chim gừng. Ngon lắm, ăn đi. Ăn đi, hỏi nhiều quá. Hồi đó giờ đâu ăn thịt chim gừng đâu. Ừ. Ngon dữ trời. Trời ơi, ngon với mày. Được cái dĩa này á, sáng giờ tao với thằng Tèo bỏ cả buổi trời mới có được mấy con chim gừng á. Bắt chim gừng cực lắm mày ơi. Ủa? Mà chim gừng sao nó mập quá vậy? Tập tạ. Chim gừng tập tạ, tao lựa con nào mà có tập tạ thịt nhiều quá thì mới bắt. Còn con nào mà không tập tạ là thả nó đi về á. Xạo, chim gừng mà tập tạ. Thiệt chứ bộ. Ủa mà tao thấy nó là chim gừng. Ăn thì không nhiều. Nè, ăn chim gừng đi nè, con chuột của nó bự chà bá này thấy không? Chuột của con chim á. Quá. Ăn đi. Uống đi nha. Ăn đi nó nguội, ăn đi. Rồi đó, chim gừng ngon. Đã quá đã không? Rồi ơi, ăn chim gừng đi nè, cho miếng chim gừng nữa nè. Đó, ăn đi. Được rồi. Thôi, ăn đi. Đóng ăn. Vừa mày ăn đi không? Ngon quá. Ăn nhiều vô. Trời ơi. Ăn với thèm. Mày bắt cho mày ăn á. Không quá. Alo, tao nghe nè. Ê, nói nghe nè Tèo. Thịt chim gừng bữa hổm mày mua ở đâu á? Mày mua làm tao 1 ký nha. Xách qua nhà tao luôn. Bữa nay tao mời. Thịt chim hả? Khỏi mua. Tao còn mớ nè. Lát qua cái tao mày làm mồi lai gai luôn nha. Mày đang ở đâu? 5 phút nữa tao có mặt. Rồi. Vậy á. Ừ. Có thịt chim gừng nhậu nữa. Nhập tiền đi. Vô. Rồi vô mời bạn Hiền. Vô. Đây. Ủa, ăn đi. Ăn đi. Đậu. Ngon không? Rồi làm miếng thịt vô. Ngon quá. Đây ăn nữa đi. Ngon á. Ăn nhiều vô đi. Ăn đi. Thôi. Cái nữa ăn đi. Ngon không? Ngon. Ủa sao ruột cười? Đâu có gì đâu. Tại tao làm thịt chim mà tao thấy mẹ ăn ngon, tao vui trong bụng.
chỉ có ruột á là hiểu tôi nhất rồi á. Ăn cái lông, ăn cái lông nè. Ừ, nè không? Ừ, tao tướng mày không? Đó vậy đó mà đó không có người chơi tao á. Chơi gì? Tôi bơi mày đâu rồi tôi không? Dưới nè. Ê, dưới đất nè. Sao tôi kêu cứu mày mà mày xuống dưới đất? Mày làm gì mày sợ chứ hả? Cao quá tao sợ đúng không? Tao thấy thấp chứ có cao đâu mà cao. Mày thả tao xuống chứ, cứu tao xuống chứ tao. Ây da, tự nhiên tao đói bụng quá. Chắc tao về tao ăn cơm cái rồi chiều tao xách cái thang ra cho mày xuống nha. Đói bụng quá tèo ơi, tao về nha. Thả tao xuống tao còn chạy xe hôm như tao bấm. Thôi chuyện cũ bỏ qua đi, để con bụng nó bị sình á. Biết sao không, bây giờ cho bao cái thằng chầm chảy qua đi, tình cảm anh em mình gắn kết nó, cái đó mới gọi là cái quý nhau. Tao xin lỗi mày, tao uống ly. Biết lỗi gì tao uống đi mày. Đó đúng rồi, bỏ qua đi, anh em chắc hờn làm cái gì. Rồi uống đi, bỏ qua cho mày ăn đi. Nè, bỏ qua cho mày ăn miếng thịt đi. Ngon quá. Còn không, còn nướng lên ăn nữa. Còn nữa hả? Còn nhiều lắm. Còn. Ây da, nóng quá. Ủa? Cái gì? Sao chim mà nó không có cánh? Giống con... Chuột. Tèo. Thì chuột á. Trời ơi. Cái gì vậy? Vậy là bữa hổng cũng là chuột chứ gì. Miễn sao chim gừng đâu ra cho mày ăn. Con này là đồng bọn với mấy con nằm trong bao tử mày bữa hổng á. Bữa mày ăn ngon mà. Ê ổn. Sao vậy hả? Tao sợ chuột. Sợ mày thì bữa hổng tao cũng sợ trèo cây, sợ y chang mày luôn á. Mày đặt chơi tao hả mày? Thằng này. Tao gì tao? Mệt thì quá. Chuột có cái gì đâu mà sợ. Tại vì á, hồi nhỏ tao ngủ, tao bị con chuột cắn, nên bây giờ ám ảnh trong đầu tao là tao sợ con chuột, mày hiểu không? Ơi, thanh niên trai tráng sợ chuột. Ai cũng có cái nỗi sợ riêng đó. Mày phải tập làm quen, mày là dân miền Tây nữa, không để giờ chuột không ăn được. Nè. Đó. Đầu tiên mày xé ra. Mày đừng có nghĩ nó là con chuột, mày nghĩ nó là một miếng thịt gà đi. Hôm bữa mày ăn được quá trời mà. Do cái tâm lý của mày thôi. Dân miền Tây mà lại không biết ăn chuột. Nè, chậm đi. Dở vậy trời, chuột mà không biết ăn nữa. Còn mày nữa. Gì? Tao biết ăn chuột nghe. Tao không có nói gì vụ chuột. Dân miền Tây á mà không biết leo trèo. Đúng rồi Tèo ơi, mày phải tập leo cây đi. Có gì đâu sợ. Chẳng qua hồi nhỏ tao té gãy tay nên tao hơi sợ sợ thôi. Đó thì sợ đó. Chú hai. Chú hai đâu ạ? À? Tao đi đâu kệ tao chứ. Mới gì mày hỏi làm chi? Đi ruộng phải không? Rồi sao? Đi ruộng sao xách cuốc, xách bao đùm lum la vậy cả. Thì kệ tao mày hỏi làm chi? Ủa? Mà mùa này người ta mần lúa hết rồi, chú hai ra ngoài chú làm gì ngoài chú hai? Tao đi thăm ruộng tao để nghe mùi rạ, mùi sình cho đỡ ghiền. Nông dân mà phải nghe mấy mùi đó chứ mày. À vậy ha. Ai, tiếc quá chú hai ơi. Có gì đâu mà tiếc mày. Tiếc con tính đem món này qua cho chú hai mà chú hai đi ruộng rồi, đợi về chắc nó nguội hết ngon. Sao ta? Món gì vậy? Thôi chú hai đi ruộng đi rồi về há cho coi. Cho tao coi đi. Không á, tao đổi ý tao không lấy à, rồi đừng buồn nha. Vậy à, coi ha. Coi rồi đừng bất ngờ, đừng xúc động nghe. Đừng có xúc động nghe, bình tĩnh nghe. Dữ. Bất ngờ chưa? Ôi trời. Để chuột. Chuột đồng chính hiệu xẻo lá, thơm ngon đặc biệt luôn. Mày úp nồi luôn hả? Hôm qua chú chỉ con đó. Y như tao chỉ không? Y luôn. Thơm phức nè. Ôi, chuột gì mà để nguội ăn. Thôi. Đi ruộng đi, có giữ rồi về rồi ăn. Thôi tao không có đi. Sao vậy? Nghe mùa này chịu không nổi. Thôi đi ruộng hửi mùi sình được kìa. Cũng bằng mùa này đâu. Để lâu nó nguội, uổng. Yeah.
Vô, vô ta. Ồ, nếp nó nóng hổi à. Làm cái nha. Chú hai trước đi, chú hai vô trước đi. Xin phép mày ra ăn con mập nha. Ăn, ăn đi, ăn đi. Con làm cho chú hai ăn mà. Ừ, nó mập quá tèo à. Béo cậy nha. Trời ơi, con làm à. Nhưng người ta nói tụi bay á, giỡn thì giỡn, nhưng mà đừng có đem cái nỗi sợ của người khác ra mà hù người ta nha. Dạ, con biết cái chuyện đó. Nhưng mà tại Tú mớm bữa hổm nó kiếm chuyện con kìa, cho nên con chơi cho nó một lần cho biết tay chứ. Mày biết không, mày hù được người này á, thì người khác là hù lên mình cũng vậy à. Lực nhân quả vậy đó. Dạ, thôi mai mốt không kiếm chuyện với người ta nữa. Thôi nè, uống cái gì chú ơi. Ăn nữa hả? Hai chú cháu mình bóng bỏng bóng bỏ cái nha. Đó à. Này, nhậu thịt chuột là bá chí một chát à. Ủa sao mày nghĩ ra cái ý bắt chuột để làm mồi nhậu hay vậy tao? Tại bữa hôm nói chuyện chú hai đó, chú hai kể. Mà tao nói cho mày nghe nha, cái xứ của mình đây nè nha, dòng chuột á, mà cái mùa này đó, nó mập lắm nữa không? Bắt về đó, một là thui bằng rơm nha, hai là chủng nước sôi nha. Mình lột da nó ra, tao nói mày nó thơm một cái đó nha. Thịt heo, thịt bò là không bằng nó đâu. Đã vậy rồi. Ừ. Tao chưa tính nữa nha, chuột đó mày lột ra đi, nha. Cái mà tao nói mày kho rau răm á nha, ăn cơm cũng ngon nữa. Mày muối xả ớt á, nướng nha, mày chiên nha, rồi mày xào dừa nha, mày nấu canh chua nha. Mà tao nói đặc biệt, có cái món đặc biệt. Gì nữa chú hai? Chuột úp nồi, mày ướp ngũ vị hương, nước tương, tỏi, hành rồi vô đàng hoàng, ngoài đào có lỗ, cái mày ghim nó xuống này, lấy cái nồi á, úp lên, lấy rơm mày thui, đốt một cái một hồi mày dở ra một cái, trời đất ơi, tao nói mà nó vàng thật, nó thơm một cái nghe, tèo ơi là tèo, mà giữa đồng luôn nha, lấy lá chuối lót lên. Muối ớt á, mày không? Muối ớt muối cục á nghe. Nếu mà muối bọt lỏng ngon nghe, muối cục á, mày đâm vô. Mày đâm như ớt hiểm xanh á. Đó. Quất vô một cốc nghe. Xé mày chuột đó, mày đừng ăn cái đùi, mày ăn cái bọng ở trên á, nó mới béo đó, bọng cho mày chấm nè. Cắn một cái mỡ nó chảy vô nghe. Cầm trái ớt hiểm xanh cắn một cái, chát một cái nghe. Tao nói mày tê môi luôn. Trời ơi, đã quá chú hai ơi. Đã lắm, ngon lắm. Chưa đâu nghe mày. Món gì nữa? Còn nữa, còn món độc nữa. Thịt chuột á, mày làm như bánh bao, thơm. Có món đó luôn hả chú hai? Tao mới tưởng tượng thôi chứ tao chưa thấy ai làm. Trời đất ơi, hết hồn. Tưởng đâu có món đó chắc một mà không dám ăn bánh bao nữa quá. Trời, chuột mày làm món gì không con? Tao làm bánh xèo nữa đó. Gì hả? Trời ơi, ở cái xứ miền Tây mình là chuột ngon lắm. Nhất là Vĩnh Long á, bà hổng tao có bà chị bà gửi Vĩnh Long bà gửi lên nha. Trời ơi con nào nói nó mập bà ơi, mùa nước nổ này leo cây năng trái cây, Vĩnh Long dựng trái cây không à, ngon lắm. Mà tự nhiên chú hai kể mấy món thịt chuột con nhớ quá. Nhớ ai? Nhớ tía con hồi ổng còn sống á. Ổng cũng hay lâu lâu cái bắt chuột về làm món này món kia cho con với bé An ăn. Mà từ ngày ổng đi bán muối tới giờ cái hết được ăn rồi. Bởi tao nói cái thời đại 4.0 của tụi bây giờ yếu lắm, không có thằng nào biết làm cái gì ăn. Ừ, bắt chuột làm món này món kia đồ cái tự nhiên con nhớ. Nhớ gì? Nhớ tía con. Mình dắt tới tía mày á, tao mới nhớ. Hồi ông còn sống á, tao với ổng á, lội hết đồng này tới đồng nọ, đi bắt chim bắt chuột, vui hết sức. Rồi ổng đổ bệnh ổng mất tới giờ. Tao cũng bỏ nghề, tao cũng không có đi bắt chuột bắt chim nữa. Mà tía con mất cũng cái mùa này nè chú hai. Mùa này nè, cũng gần tới ngày giỗ ông rồi đó. Mai chánh giỗ rồi. Mai chánh giỗ hả? Dạ. Không nghe mời mày. Chà, tính làm đám giỗ già giấu ăn ên hay vậy? Đâu có,
Tại nhà đơn chiếc rồi, thôi làm mâm cơm nhỏ nhỏ cúng tía rồi chú ơi. Mâm nữa mâm gì mày cũng phải mời chú hai chứ. Tao với ổng hồi xưa cũng bạn bè, mày làm như có sao phải. Vậy hả? Vậy thôi con mời chú hai mời qua nhà con ăn đám giỗ tía con. Con làm toàn là mấy món chuột không à, bắt chuột về làm món này món kia cúng tía con á. Vậy đó hả? Dạ. Mấy giờ? 10 giờ, 10 giờ sáng. Mời tao qua. Rồi rồi, vậy mời cái chú cháu mình làm xương xương cái nữa nha. Rồi, làm cốc nữa đi. Về sẽ uống quận đi. Chứ có hai thằng bóng bỏng bóng bỏ hồi xe chết đó. Nha. Dạ. Không quá má ha. Con đi chợ có hai vợ chồng mà mua gì nhiều dữ vậy? Má nhìn vậy thôi chứ cũng có nhiều lắm đâu. Trong đây á, toàn là đồ ăn của con với anh bé cò, với của thằng nhỏ thôi hà. Con mua cái gì nói thử má nghe coi. Dạ, con mua thịt về kho tiêu. Rồi xương á, thì mình nấu với canh rau dền. Còn rau cải thì mình luộc. Còn thằng nhỏ thì con mua bí đỏ nấu cháy thịt bằm cho nó. À, còn món tráng miệng là ổi nữa thôi hà. Má thấy có hai vợ chồng à, mà con mua vậy là hơi nhiều á. Tính toán vậy chưa được đâu con. Ủa, chứ tính sao mới được má. Má nói con nghe thử ha. Bữa nay nấu cháo bí đỏ cho thằng nhỏ đúng không? Với thịt bằm. Vậy thì sẵn đó đó, con mua nhiều nhiều chút. Rồi cái một phần mình nấu cháo, còn một phần mình nấu canh bí đỏ luôn. Vậy là con đỡ món canh rồi, đúng không? Ờ ha. Vậy mà trước giờ con nghĩ không có ra. Má đúng là số 1. Mình là đàn bà, phải quán xuyến tất cả mọi chuyện trong nhà, cầm tiền bạc chi tiêu. Tất cả mọi thứ mình phải tính con à, mới lo cho gia đình được. Riêng cái khoản này á là con phải học hỏi má thiệt là nhiều luôn mới được. Ủa? Sao mà con mua nhiều trái cây dữ vậy? Chất đầy tủ lạnh luôn nè. Dạ tại vì con thích ăn trái cây lắm á. Thích ăn trái cây á, mình ra vườn bẻ vô ăn liền nó mới ngon. Chứ con mua nhiều quá chất đầy tủ lạnh vậy mình ăn không kịp, nó hư hết. Dạ thì tại vì con biết nó hư á, nên con mới đem để tủ lạnh đó chứ. Rồi con đem đâu á? Dạ con đi bỏ. Bỏ? Dạ. Ủa con kho hồi nào mà bỏ? Dạ hồi hôm qua lận á má. Mới hôm qua mà bỏ gì con? Kho lại ăn ngon lắm. Nhưng mà đồ ăn cũ mà má. Cá kho hâm lại ăn rất là ngon. Tụi con trẻ bây giờ sướng quá. Chứ thời của má ngày xưa ăn uống kham khổ lắm chứ không phải như tụi con bây giờ. Hở chút rồi bỏ. Đừng bỏ, phí lắm. Không ăn thì kiếm hộp bỏ vô. Má đem về bển ăn. Má đem về hả? Ừ. Má, còn canh đó làm sao má? Tính bỏ luôn hả? Tại vì anh Bảy nóng ăn nữa. Trời ơi, cái canh khổ qua dùng thịt này á là tía bay thích ăn lắm nè. Vậy thôi con đem con bỏ cà mên cho má mang về nha. Vậy thôi bỏ vô cà mên má đem về cho tía bay ăn. Dạ dạ. Sáng giờ sao mà cái bụng nó đau ngầm ngầm hoài thiệt. Ba cái đồ ăn của bà này mất cho ăn cái gì đi không? Ủa con khứa cá gì bà cũng kho được hả bà Tư? Không phải. Cá này bên nhà hai nhái á. Đồ ăn hôm qua còn dư nó tính bỏ. Tôi thấy tiếc quá đem về kho lại rồi. Ăn đi, ngon lắm á, canh này mát bổ nè. Hết biết bà thiệt chứ. Dạ.
Tía, tía bị gì mà mặt mày tía xanh như đít nhái vậy? Không được nói câu này nha. Câu này chỉ có tía mày mới có quyền nói nha. Không có nói tía mặt xanh như đít nhái nha. Mày biết đít nhái là gì không? Nói vậy là hổn, biết không? Nhưng mà tía bị thì sao? Ở đâu ngầm từ hồi trưa tới giờ nè. Ba cái đồ ăn của má mày á. Ở ngoài này tỉa ba cái cây giùm tía cái coi. Dạ. Mà thôi đi, giao cho mày tỉa hồi cái chắc không còn cái nhánh nào á. Thiệt tình. Khó chịu đâu. Di dầu cầu giang đông đình, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Con ngủ rồi hả em? Dạ. Cái thằng xấu tính dễ sợ. Không biết thằng nhỏ tính giống ai. Mỗi lần mà nó đói, nó khóc quấy lên, lúc ăn không kịp luôn vậy. Nhà này em nhắm nó giống ai giờ? Mệt quá. Công nhận không có má cực thiệt luôn á. Thôi gán đi em. Anh nghe Tám. Anh qua lẹ đi. Hả? Không biết tí ăn gì mà bị đau bụng nữa. Rồi rồi rồi, anh qua liền. Tí bị sao vậy kìa? Đi riết rồi tay chân gì em bủng rủng hết trơn, thiệt tình. Uống thuốc đi ông. Thuốc gì? Thì thuốc tôi làm á. Này là thuốc gia truyền của má tôi để lại đó. Thôi. Tôi sợ ba cái thuốc gia truyền của dòng họ bà để lợi lắm. Cái gia đình này nè, xém chết mấy lần rồi, bà không nhớ sao? Ông này, nói kỳ. Bà đừng đem ba cái kinh nghiệm giang hồ của bà đem ra đây à, bà bắt tôi thí nghiệm hoài. Không sao đâu, uống miếng này nè. Cái gì bà cũng nói không sao hết á. Đó. Ăn đi không sao đâu đây nè, mới nông nổi này nè. Bởi vì tôi già đầu rồi mà tôi còn dạy gái lắm. Gái nói gì cái tôi nghe nấy à. Biểu ăn tôi ăn, biểu uống tôi uống à. Bây giờ tôi rút kinh nghiệm rồi, tôi muốn sống lâu á, tôi không có nghe gái nữa. Mà không biết sao kỳ ha. Sao cả nhà mình cùng ăn mà đâu không ai bị hết trơn, sao có mình ông trúng kỳ ghê. Có ai ăn đâu, có mình tôi ăn à. Bà còn bắt tôi quất nguyên một tô canh nữa. Không chết làm ai. Tại tôi thấy nó bổ, mà mình bỏ nó uổng. Bổ cái gì? Bà muốn mưu sát tôi thì có. Nói kỳ cục. Nè uống này đỡ nè. Uống đi. Thôi. Không dám uống thuốc của bà thầy đâu. Anh hai ơi. Anh hai. Ờ, Su chị Su mới qua à? Chào anh chị. Dạ. Dạ chào chị hai mới qua à. Anh chị mới qua. Tôi nghe anh hai bị trúng thật, cho nên vợ chồng tôi qua thăm. Dạ. Rồi anh thấy khỏe chưa anh hai? Còn ngáp ngáp chứ chưa chết à. Anh chị uống nước. Dạ cảm ơn chị. Bữa nay á, ổng đỡ nhiều rồi, nhưng mà cũng chưa dám cho ăn gì hết á. Chỉ có ăn cháo thôi à. Dạ phải rồi, bị cái đường ruột còn đang yếu mà. Dạ. Anh ăn cái giống gì bậy bạ mà để cho chúng thật vậy anh hai? Anh về anh hỏi nhái con gái anh á. Ủa sao lại hỏi con nhái vậy anh? Con nhái nó nấu canh, nó ăn còn dư á phải không? Bà bưng về đây nè, bà ép tôi ăn nguyên tô canh,
tôi mới ra nông nổi này nè. Tôi qua bển á, tôi thấy con nhái nó bỏ đồ ăn thừa. Tôi tiếc quá, nên đem về hâm lại. Rồi ổng ăn á. Tự ổng ăn nè. Tôi ăn bị thì tôi đói quá, tôi thèm. Tôi ăn. Vậy là đâu phải tại con hai nhái đâu anh. À, chị hai, anh hai, mặc cái đồ cũ đó tốt nhất là đừng có ăn. Bởi ăn vậy cho nên nó trúng thực là đúng rồi. Mà cũng hên cho anh đó nghe. Hên cho anh là thần chết ngủ quên á, chứ không mấy lại giờ anh cũng lên trên. Ba bữa trước là chích cái đàn heo sữa đúng rồi. Ủa anh nghĩ gì vậy anh? Mình đi lại cái ngày chích heo á. Anh tí đỡ chưa anh? Tí cũng đỡ nhiều rồi em. Mày ghê á. Lỡ mà tí có bề gì chắc em bỏ trốn luôn á. Ăn nói bậy bạ. Lỡ có bề gì là bề gì? Thì em nói vậy thôi. À nè, em đang nấu cháo ở dưới, chừng nào anh qua bển anh nói em nha. Em đưa cháo cho tí. Ừ, anh làm xong á, rồi anh qua bển, sẵn có công chuyện luôn. Em làm gì vậy? Thì em ăn chuối với làm cái gì? Thôi, bỏ giùm anh đi. Chuối nó đen thui rồi kìa. Bỏ sao được mà bỏ. Nhìn nó đen vậy thôi, chứ nó ngọt lắm. Má dặn rồi, cái gì ăn được thì ăn, chứ bỏ màn tội chết. Má nói hai đứa mình phải biết tiết kiệm đó. Thì đồng ý tiết kiệm nhưng mà cũng phải để ý đến sức khỏe chứ em. Bộ em thấy tí hả? Ăn uống bậy bạ bị trúng thật đó. Thì cái đó tại tí xui thôi. Trời ơi, có vụ hên xui nữa. Thôi nghe lời anh thương nha, bỏ giùm anh nha. Nha. Được rồi. Ghê á. Đi đâu vậy? Thì em đi bỏ nè. À được á. Tưởng đâu 10 cái chứ. Ông coi. Ông coi ông vậy có được không? Vợ con thì ăn cơm, còn ông ngồi đó ăn mì. Vậy coi được. Để tôi đi, tôi ăn vậy cho nó yên nó bình. Chứ giờ tôi dòm ba đồ ăn là tôi ớn lắm. Bộ vậy tính không ăn cơm luôn chứ gì? Ăn mì hoài luôn chứ gì? Để cho nó qua cơn khủng hoảng này con sao? Còn tôi suy nghĩ lại coi có nên tiếp tục ngồi để ăn chung với mẹ con bà không? Hay là tôi chuyển qua ăn chay luôn? Nhưng mà con nói tí nghe nè. Tí mà ăn mì hoài á nha, là tí mặt tí nổi mụn á, không có đẹp trai đâu đó. Vậy đó. Nổi mụn thì còn đỡ hơn đi bệnh viện. Lên bàn mổ. Dù ăn có má ăn ngon thì chết luôn. Mà tí không ăn, chứ đi ăn mì. Ngon ngon đi. Giảm cho hết đi. Canh nè. Canh này mát lắm nè. Canh mát lắm đó, ăn đi. Móc họng hoài. Tính đi đâu á? Uống cà phê. Chúc hai bạn trẻ ở lại ăn cho nó vui vẻ cho ngon miệng nha. Ủa một bạn trẻ, một bạn già. Kệ ông. Ông không ăn, hai má con mình ăn. Ăn gì má? Chiều nay cơm nước sông mà rồi, tía leo lên ngồi con chở tía đi chơi. Tôi nghe đáp rằng tội nghiệp tao nhái ơi, đi thì được rồi nhưng tao sợ gãy răng. Anh hai gì? U Dực Kỷ ha. U Dực Kỷ. Dạ. Nè. Dạ. Nói đi. Cà phê có thương hiệu không hay là tự nhà rang? Có thương hiệu đàng hoàng chứ anh. Có ai xô ai xiết gì không?
Anh yên tâm đi, cà phê của em là hàng Việt Nam chất lượng cao đàng hoàng luôn á. Chắc chưa? Chắc chứ. Đi pha đi. Dạ. Ê, ê, ê. Dạ. Gì nữa anh? Hôm rày á, ăn ba mì gói nóng quá, uống cà phê vô nữa sợ bị nổ bụng. Họ pha ly chanh nóng nè. Dạ. Đứng đây nè. Dạ. Chanh nó hái ở đâu? Em mua ngoài chợ á. Có kiểm nghiệm đàng hoàng không? Ủa, cái đó đâu có biết đâu, phải hỏi bà bán hàng mới biết được chứ. Thôi vậy thôi đi, tôi cho nước suối đi, cho nó chắc. Anh hai. Gì? Cái đó giờ uống cà phê hay cái này cái nọ đâu có anh thấy nói gì đâu mà tự nhiên có nên hỏi hoài vậy, bộ cái vấn đề gì hả? Trời ơi, từ hồi mà chúng thực tới giờ đi bệnh viện, bác sĩ người ta dặn á, phải cẩn thận, ăn uống cho nó kỹ lưỡng. Bây giờ tôi kỹ dữ lắm, ăn uống phải cẩn thận cũng được. Bây giờ uống nước suối chắc chưa? Chắc, nước suối đi. Suy nghĩ gì kỹ chưa, em đi thiệt á. Đi đi. Chắc á nha. Nhưng mà nè, nước suối mới có thương hiệu đàng hoàng nha. Nhãn mát xuất xứ rồi đàng hoàng à. Không lơ bơ được đâu. Nè, ông đem qua bển cho anh chị xui đi. Thôi, bà đem đi đi. Ông đi á, thì người ta mới thấy được cái thành ý. Chứ nếu mà tôi đi còn nói cái gì nữa. Bà sao rộn chuyện quá. Ai biểu ông? Cái miệng ăn mắm ăn muối. Đi qua bển thăm anh xui, mà nói toàn là cái chuyện kỳ cục không à. Tôi nói thiệt tình mà, kỳ cục có giống gì. Nhưng lời thật á, thì thường hay mất lòng. Ông không nghe hả? Thôi, đi đi. Đi thì cũng phải từ từ đi. Làm gì mà hối như chạy giặt. Dạ. Chào chị hai mới qua. À, anh xuống mới qua, ngồi dạ, chơi. Dạ. Chắc qua thăm dò coi tôi ngủm chưa chứ gì. Anh hai nói giỡn hoài. Qua thấy anh hai khỏe mạnh như trâu vậy. Dạ không có. Ý em là thấy anh hai khỏe mạnh vậy em mừng. Vì lại cũng có cặp bánh tét nè. Qua biếu anh chị ăn lấy thảo. Chà, nhìn thấy cặp bánh tét là biết ngon rồi đó. Cảm ơn anh xui nha. Dạ. Qua ngang. Cặp bánh tét gì mà như bao lúa rồi nè. Dạ, lỗi nhất mà. Kiểm tra coi. Ủa, nay kiếm gì? Sao không thấy để hạn sử dụng gì chứ vậy? Trời ơi, bánh trái cây ngoài chợ mà làm gì có hạn sử dụng anh hai. Nhưng mà nguồn gốc thì nguồn gốc của bà Tử Ụ. Xuất xứ từ đâu? Xuất xứ ngoài chợ. Ông này, hỏi gì mà hỏi dữ vậy? Phải hỏi chứ, ông bị mấy lần rồi. Để tôi xắt rồi ăn nè. Dạ, cảm ơn chị hai. Anh xui ở nhà ăn bánh, chơi nói chuyện với ông nhà tôi nghe. Tôi đi công chuyện chút. Dạ, chị hai đi. Nhà nghe không? Dạ, dạ mời anh hai ăn bánh à. Mời anh ăn trước đi. Đâu có được anh, phải tiên chủ hộ khách chứ. Dạ, mời anh hai. Còn nhà này á, tiên khách hậu chủ. Anh là chủ bánh à, chủ bánh thì mời chủ bánh dùng trước. Đâu có được. Coi như là em đem bao biếu anh hai cho nên anh hai phải ăn trước chứ. Dạ, mời anh. Không, không ăn trước đi. Không, anh phải ăn trước. Nhưng mà anh chủ bánh anh ăn trước. Về khỏi ăn đi. Anh làm gì mà có được á hả? Làm gì mà coi không được. Tôi có lòng tôi đem bánh qua tôi biếu anh. Mà cái đùng đẩy qua lại hoài. Đùng đẩy gì thì bánh của anh ăn trước. Còn tôi ăn sao? Tôi nói chắc ăn chứ. Có gì hai chịu trách nhiệm. Anh về bánh của tôi này. Cái đó là anh nói cho tôi không có nói rồi nha. Thôi được rồi, khỏi ăn luôn, tôi về. Không ăn, tôi đem về tôi ăn. Có gì cũng dựng lễ. Khùng.
không ăn thì tôi ăn, có gì đâu, bẹt thợ, nguồn gốc thì nổ. Còn ha, chà, có bộ no à. Ây chà, ông Tư, cái bánh tét này tôi kêu ông đem qua nhà cho anh xui không? Nó đó. Rồi sao nó lại ở đây? Mà sao ông ăn hết trơn vậy? Đem qua tặng cho người ta mà người ta sợ cái hàng không rõ nguồn gốc, người ta không dám ăn. Đem gì à? Tôi ăn vậy thôi. Trời đất á. No rồi, ăn mà thấy căng cho bụng, trùng vô mắt luôn rồi. Tôi đi ngủ đây. Có chịu đời nổi không? Nè, chiều nay khỏi nấu cơm cho tôi. Biết rồi. Ăn cơm gì nổi mà ăn. Ôi trời đất ơi. Hay lúa này có lúc cũng phải nửa đêm lén ngang công ngủ chứ. Tối quá trời. Đói bụng rồi hen. Đói chứ. Sáng giờ ăn ba mì gói không? Lỏng bỏng, sốt ruột ngủ có được đâu. Cơm nguội đó. Bộ ăn không sợ ha? Sợ chứ. Nhưng mà đói quá phải ăn chứ. Biết ngay mà. Bởi vậy cho nên tôi để phần thức ăn cho ông nè. Ăn đi. Ăn nhiều nhiều vô nghe không? Nhưng mà cơm nguội ăn sao thấy ngon quá bà. Thì đói quá ăn nó ngon chứ sao. Mà tôi nói ông nghe nè. Ông á, biết rằng thức ăn mình phải kỹ, nhưng mà cái gì kỹ cũng vừa vừa phải phải thôi. Đằng này ông kỹ quá. Nó riết vậy à, khỏi dám ăn gì luôn á. Bà nói đúng. Tôi cũng suy nghĩ vậy. Kỹ thì cũng kỹ vừa vừa. Tôi kỹ hơi bị lố. Lố quá chứ hơi bị gì. Tôi hỏi nghe. Bây giờ á, ông ăn, ông chết từ từ. Rồi ông nhịn đói á, là ông chết liền. Ông chọn cái nào? Thôi, bà đừng nói đầu cổ tôi nữa. Tôi khổ lắm, phải không? Giờ làm ơn làm phước, bố thí cho ly nước uống cho nó chân chân cổ ăn cho nó ngon không? Chờ tôi chút. Nè, lấy nước nấu cho sôi rồi để cho nó nguội nha. Đừng có lấy nước mưa đó, uống bị đường ruột á.